Hữu lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Bộ phận chúng tôi lại tiếp tục đi lên phía trước hướng biên giới Thái Lan Campuchia. Gần đến trưa thì đã tới nơi. Sau khi bàn giao thực phẩm cho đơn vị bạn và chờ các ông tác chiến làm việc, mấy thằng lính chúng tôi tranh thủ về hầm Đồng Hương chơi. Đây là đại đội của tiểu đoàn 8, vị trí đóng quân trên một quả đồi thoai thoải, cây rừng rậm rạp. Ở giữa đồi có cây thưa hơn, ban chỉ huy của đại đội đóng ngay ở đó. Nhà ở bằng nhà hầm trên lập tăng, có giao thông hào và các ụ chiến đấu nối với nhau. Cứ tưởng buổi chiều chúng tôi được trở về, nhưng phải sáng ngày hôm sau chúng tôi mới trở về, vì chiều hôm đó các ông làm việc với cán bộ đại đội và các B hơi muộn, nên không thể về kịp đến đại đội trung gian của trung đoàn 250. Trên đường về, lúc qua đến vị trí của mấy quả mìn, nó đã được anh em của đơn vị nào đã tháo gỡ. Lần đi làm nhiệm vụ này là đưa thực phẩm và dẫn các ông tác chiến lên những đơn vị ở phía trước, nên chúng tôi đi trên những đường mòn và qua các đơn vị chốt trung gian, nên cũng an toàn hơn. Trên đường về, qua vị trí đóng quân của đơn vị, chúng tôi về đơn vị luôn. Còn mấy ông tác chiến và anh em của bộ phận còn lại phải đi đến 8 đến 10 km nữa, qua đại đội 17, đại đội 15 mới về đến trung đoàn bộ. Ở ngã ba suối này, đơn vị chúng tôi được tắm giặt thoải mái, nhưng lại thiếu rau xanh và ánh mặt trời. Thỉnh thoảng anh em phải về trung đoàn bộ để cải thiện chuối xanh đu đủ, đó là hai loại để ăn dành cho mấy ngày. Còn đơn vị ngoài những lần đi làm nhiệm vụ vẫn phải có những tốp nhỏ lẻ để truy quét xung quanh vị trí đóng quân. Cũng trong những lần truy quét đó, tôi suýt nữa bị con rắn lục cắn, vì trong lúc cúi người để chui qua một bụi rậm, tay trái chống lên một rễ cây to. Ở đó có một con rắn màu xanh, trông như lá cây, to bằng ngón tay, đang thẻ lưỡi, mà tay tôi lại ở ngay trước miệng nó. Các vị trí đóng quân của các đơn vị đang còn phải xê dịch nhiều cho phù hợp với địa hình, nên chúng tôi cũng chưa có một nơi ở cố định. Việc hầm hào chúng tôi cũng còn tạm bợ, chủ yếu là đào một cái hố dài rộng khoảng 2-3 người nằm, trên thì lập tăng và mấy cái hầm nông trệt. Sau một thời gian, đại đội 20 của chúng tôi chuyển lên vị trí. Lần này chuyển sang trung đoàn bộ hướng từ Pai Linh, đi vào một con đường bị bỏ hoang lúc trước đơn vị hành quân vào. Ở vị trí mới này, đơn vị đi truy quét, đêm lại tổ chức các tốp nhỏ lẻ ra ngoài đơn vị phục kích. Nhưng lâu rồi cũng chẳng có ma nào. Cũng vì chẳng có ma nào cả mà sau này khi đại đội 16, 12 ly 7 đóng quân ở đây, cũng đi phục mà lại rơi vào ổ phục của bọn Pol Pot tại nơi hai hầm trông. Thằng Cát, lính 78, người Thạch Hà, hy sinh tại đó trong rừng lúc chiều tối, đang trên đường vào vị trí phục kích. Vào một ngày, đơn vị đi làm nhiệm vụ, lần này đi có một B thôi, có 10 lính, do anh Phương xây phó phụ trách, hướng Pai Linh, trên con đường đã bỏ hoang. Qua mấy ngày lùng sục nhưng không gặp địch, nhưng đường mòn đi về phía sau có nhiều, chứng tỏ đây là đường tiếp vận cho địch từ biên giới về phía sau. Nhưng vì xa đội hình quá nên chúng tôi cũng chả làm gì được. Sau một buổi trưa cố gắng phục kích xem có vớt vát được cái gì qua mấy ngày vất vả. Về thôi, đã đến ngày quy định rồi, lương thực cũng đã cạn, không biết về ông Phương báo cáo như thế nào. Chỉ khổ mấy thằng mục chúng tôi thôi. Mấy ngày sau lại đi làm nhiệm vụ ở nơi ấy. Lương thực mang theo chỉ có gạo sấy và lương khô. Những thứ này chúng tôi đã ngán lên tận cổ. Lần này có 8 mống do bê phó xong, lính 76, biệt hiệu là Trần Sùng, phụ trách. Qua mấy ngày, chuyển đổi vị trí liên tục nhưng cũng chẳng thấy địch đâu, rồi cũng đến ngày về. Buổi trưa một ngày, các đơn vị khoảng 5-6 km nghỉ trưa nấu cơm ở bên bờ suối. Ở vị trí gần cầu sập, trên đường về Sam Lốt, tôi và thằng Thanh ở nông trường mùng 1 tháng 5 Nghĩa Đàn, biệt hiệu Phóng Liệu, ngồi trên gờ đá để bắn cá cải thiện. Với giọng buồn buồn, nó kể chuyện gần đến ngày giỗ bố mẹ nó vì bom Mỹ. Trên nó có một chị gái, vậy là nó là con trai độc nhất,
Nó tình nguyện đi nhập ngũ, thương lắm, nhưng chưa tìm được nhà chị nó để thắp cho nó cây hương. Thật là có lỗi với bạn. Ăn cơm xong, chúng tôi trên đường về trung đoàn bộ. Đường nơi này dễ đi vì là rừng thưa và cách xa trung đoàn bộ khoảng 2-3 km. Có một con đường mòn dẫn về trung đoàn. Tôi dẫn đầu đi qua một ngã ba đường mòn. Vì đang mải nói chuyện nên tôi đi qua ngã ba một đoạn. Anh Song đi thứ hai tôi, nói đi sai đường rồi. Và anh ấy rẽ về hướng đường ấy. Vậy là anh Song đi đầu, tiếp theo là thằng Thanh, sau nó là tôi. Cách ngã ba ấy khoảng 500 m, trên đường mòn có một rễ cây to bằng bắp chân người chạy qua. Cũng không biết anh Song bước dẫm lên rễ cây hay bên kia. Bỗng một tiếng nổ vang lên, khói bụi mù mịt, dẫm trúng mìn rồi. Anh Song đang nằm quần quại trong vũng máu, còn thằng Thanh ngồi gục ở phía sau. Chúng tôi vội làm công tác cứu thương cho cả hai anh em, đồng thời chặt cây làm đòn, cáng để khẩn trương đưa anh em về phẫu. Anh Song bị cụt chân phải, thằng Thanh mang bao xe đạn ở phía trước ngực, giống như cái áo giáp. Nhưng một miếng mìn luồn qua kẽ hở của hai băng đạn, găm trúng vào ngực trái của nó, chỉ nhỏ bằng hạt lạc thôi. Cứ nghĩ anh Song sẽ hy sinh vì vấp phải mìn K-58 này. Nhưng khi về đến phẫu thì thằng Thanh đã tắt thở trên đường. Còn anh Song, xe của trung đoàn khẩn trương chuyển ra tiền phương của sư đoàn ở ngã ba An Đông. Anh Thanh chắc bị vào tin. Sau này chúng tôi về trạm Long Bình, anh Song có đến nơi chơi với anh em chúng tôi. Lại một lần nữa, đơn vị tôi làm nhiệm vụ không thu được kết quả, nhưng lại bị thiệt hại lớn về mìn. Ở đây một thời gian, chúng tôi lại chuyển vị trí mới. Lần này ra gần ngã ba An Đông, đóng quân trong một phum. Nơi này có rất nhiều nhà sàn. Sau này đơn vị pháo 105 của trung đoàn 250 đóng quân ở phía trước phum này. Vị trí mới này, chúng tôi làm nhiệm vụ truy quét ở phía sau vị trí của sư đoàn bộ tiền phương. Chúng tôi cũng chỉ ở đây khoảng 15-20 ngày thôi, rồi lại chuyển vị trí. Đúng là đơn vị cứ xoay như đèn cù. Vị trí đứng chân lần này nằm trên trục đường từ ngã ba An Đông và Xăm Lốt. Đoạn đường này dài khoảng 4 km. Hai bên đường chủ yếu là rừng chuối và cau. Cách khoảng 2 km từ An Đông vào có một phum nhỏ, có mấy nóc nhà sàn, nhưng ván đã bị dỡ hết. Chỉ còn lại nhà được lợp mái tôn. Ở đây có nhiều cây sầu riêng. C-12-7 của trung đoàn 250 đóng chân ở đây. Họ chủ yếu chốt ở tây đường, còn ở phía đông chỉ có khoảng 1A thôi, vì là hướng thứ yếu. Cách khoảng 1 km tiếp đến là đại đội 20 chúng tôi. Ở vị trí này cũng chỉ có 3 nóc nhà, một hậu cần, một xe bộ và cái thứ 3 dành làm hội trường của đại đội. Cái nhà làm hội trường này do ông Phương xê phó vẽ chuyện, chứ cũng ngồi họp được một lần. Sau rồi mỗi lần sinh hoạt đại đội là kéo nhau ngồi dưới nhà hầm để sinh hoạt cho ăn chắc. Bên chúng tôi án ngữ ở phía tây đường, hướng chủ yếu, khoảng 10 lính. Hướng nam đường B thứ 2, quân số cũng khoảng 10 lính. Sau cùng là A thông tin 2 oát, 6 lính. Vì đại đội trinh sát chúng tôi có một A thông tin 2 oát để những lúc đi đài độc lập. Tổng kết, đại đội 20 chúng tôi những lúc không đi làm nhiệm vụ cũng khoảng 35 chiến binh dày dạn kinh nghiệm, cả chỉ huy và lính. Một đại đội mạnh về quân số và tinh thần, nhưng không mạnh về hỏa lực. Toàn AK bắn gấp. Sau này, hẻo quá, lên trung đoàn mượn một khẩu cối 6 và một số đạn, thỉnh thoảng về bắn vào rừng để cảnh cáo bọn Pol Pot. Liệu hồn, chúng ông có hỏa lực đấy. Đường từ chúng tôi về trung đoàn bộ, cách khoảng 1 km là đại đội 24 phẫu, đại đội 25 vận tải và tiếp trung đoàn bộ. Có lẽ đây là điểm đóng quân cố định, nên các ông quán triệt chúng tôi xây dựng hầm hào chắc chắn. Lại một vấn đề nan giải với chúng tôi là dao và quốc sẻng. Nó đã rơi rớt dọc đường hành quân và các trận đánh rồi. May ở trong xe có một con dao tông của hậu cần và cương giả lính Thanh Hóa, vớ đâu được một cái cuốc về đào nền nhà hậu cần để làm bếp âm. Lão lại đào trúng một cái chum lớn, tưởng vớ được một chum vàng, lão mừng quính lên. Lúc mở ra thì đó là một chum đựng muối, nhưng ở giữa chum lại có một cái áo khoác màu xanh rất đẹp, bên trong được bọc những lớp bao ni lông. Thôi,
không có vàng thì lão ta có cái áo ấm mà mặc trong những ngày lạnh ở miền rừng Sam Lốt. Công việc tiến triển rất chậm, rồi cũng phải đi các đại đội trực thuộc mượn cuốc xẻng về dùng. Nhà ở thì chúng tôi làm nhà âm, đắp đất rất cao. Trong và ngoài, chúng tôi chặt cây, ken lại thành bờ tường đổ đất ở giữa và làm những lỗ châu mai, phòng khi địch tập kích không ra kịp hào giao thông. Phía trên được che lại những tấm tăng và áo đi mưa. Trong nhà âm này, ở giữa một cái bàn, hai bên là sạp nằm, làm toàn bằng cây cau trải ra. Nối thông với các nhà hầm là giao thông hào, có các hố chiến đấu. Nói chung là khoảng một tháng sau, nơi ăn trốn ở hầm hào của chúng tôi đã hoàn chỉnh. Lúc này là mùa khô nên nước đối với chúng tôi là nan giải. Nếu muốn có nước phải lên trung đoàn bộ mà gánh về. Lấy hai cái áo mưa cột vào đòn, trông như cái võng. Mỗi lần đi lấy nước phải có một lính mang súng đi để hỗ trợ. Những lần đi lấy nước phải tranh thủ tắm giặt, không thì hôi như cú. Quần áo cứng như mo nang vì nhuộm màu đất đỏ. Trận địa phòng ngự đã hoàn chỉnh, chúng tôi lại thay nhau từng tổ lùng sục địa hình ở trước vị trí đóng quân của đại đội. Xung quanh vị trí đóng quân của chúng tôi là rừng chuối bạt ngàn, xen lẫn là những cây cau, trái đã chín vàng. Những cây cau này đã giúp cho chúng tôi làm công sự hầm hào và cả sạp nằm, cùng với những cái bàn dã chiến nòm rất đẹp. Phía trước chốt của B có hai cây mít quả nhiều và đã lớn. Trong vị trí đại đội có mấy cây sầu riêng trĩu quả. Ở thời gian này, ngoài những lúc làm nhiệm vụ và củng cố hầm hào, thì chúng tôi đi lấy chuối chín về để sử dụng trong những lúc đói. Sốt rét bắt đầu hoành hành đơn vị. Cứ để cho lính ăn nằm một nơi, ít vận động sẽ thêm bệnh sốt rét. Vậy là các ông cán bộ hô hào vận động chiến sĩ tăng ra, chặt hết cây cối trước chốt, vừa dễ quan sát và trồng ngô sắn. Ngô thì lên, trung đoàn lấy hạt giống, còn cây sắn thì đầy ở rẫy sắn ở phía sau đơn vị. Củ đã thu hoạch chỉ còn cây. Ở phía trước bê chúng tôi chỉ trồng toàn sắn. Trước kia thì toàn trồng ngô. Thành quả lao động của chúng tôi cũng đã được trả lời. Những mầm sắn đã nhú lên. Sau này ngọn sắn là rau xanh của chúng tôi, khi thì luộc hoặc muối chua. Cái quan trọng nữa là ở phía trước chốt quang đãng để dễ quan sát. Địch không những đã đánh các chốt bộ binh ở phía trước, mà chúng đã mon men vào các chốt C trực thuộc nằm ở phía sau. Lúc này chúng tôi còn thêm một nhiệm vụ nữa, là cứ khoảng 5-6 giờ là một tổ 3-4 lính ra trước chốt khoảng 5-600 mét để phục kích. Đến 9-10 giờ mới quay trở về. Các vị trí phục thay đổi liên tục. Khổ nhất là lúc trên đường trở về, đường mòn thì không có, trong rừng thì tối um, vậy là lạc lung tung hết. Có hôm phải bắt liên lạc nghe tiếng súng trả lời để xác định hướng mới trở về đơn vị được. Sau này chúng tôi đánh dấu đường bằng lân tinh, bằng các cành cây mục. Cách 5-7 mét lại giải một cành cây mục đánh dấu đường để hướng về đơn vị. Thế là địch đã mò vào hướng của đại đội chúng tôi và đơn vị 12 ly 7 của bạn. Chúng đã lợi dụng khoảng trống giữa đại đội chúng tôi và đại đội 12 ly 7 của trung đoàn 250, táng đạn B và AT vào đơn vị. Và trên những lối mòn ở trong rừng chuối đã có mìn của địch cài. Vậy là mỗi lần đi phục đêm, chúng tôi đi sớm hơn khi mặt trời chưa tắt để dễ bề quan sát mìn. Có hôm đang phục ở phía trước thì nghe tiếng lạo xạo ở phía sau, khoảng cách vài chục mét, cứ tưởng là địch vào cài mìn. Vậy là bàn nhau không về trong đêm nữa, chờ trời sáng để nhìn rõ rồi mới về. Nhưng đó không phải chỉ là bầy lợn rừng đi ăn đêm thôi. Chúng tôi đã nhận được mìn để bố trí cài trước chốt phòng thủ. Mìn do quân khu nào sản xuất thì không biết. Nếu thú rừng vướng, chưa chắc đã nổ. Mà nổ, chắc có lẽ con thú đó chỉ cười đểu rồi bỏ đi. Nó to bằng lọ mực học sinh, có loại to hơn liều phóng B nhưng lại ngắn. Dây vướng bằng cước trắng, mà ở trong rừng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Nhưng nhiệm vụ cũng phải cài, may ra có con thú mù mắt nào vướng thì cũng được bữa tươi. Nhưng cũng may, lúc cài xong mìn ở trên đường trở về, suýt nữa thì lại trúng mìn của địch. Thằng đi đầu phát hiện ra sợi dây cước xanh vắt qua đường mòn, giống như vô tình. Quan sát mãi mới thấy một quả mìn. Địch cài mìn và ngụy trang khéo thật. Chúng tôi lại gỡ và vào sâu ở phía trong bẫy lại chúng nó, cũng trên con đường đó. Mấy ngày đầu còn kiểm tra, bẵng đi một thời gian thì quên nó luôn. Bỗng một hôm, khoảng 10 giờ đêm, đang ngon giấc thì nghe một tiếng nổ phát ra từ hướng đó.
Anh em chắc mẩm, không địch thì thú rừng đây. Sáng hôm sau, chờ mặt trời lên cao ở trong rừng, sáng hẳn bọn tôi mới đi kiểm tra. Lò dò từng bước, quan sát kỹ, phòng chúng bẫy lại mình. Đã có một vạt chuối bị xé toang, nhưng không có cái gì để lại. Chỉ có dấu máu và những vỏ bông băng vương vãi lung tung. Ngoài vỏ bao in chữ của anh Ba Phệ, cũng không biết được mấy mống. Vậy là từ đó trở đi, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, cố gắng quan sát, phát hiện mìn để gỡ về, cài trước chốt để đánh địch. Và may ra thì được con thú rừng. Sau này chúng tôi rút ra kinh nghiệm, để lại một bãi mìn cài lung tung, đến nỗi lão quyền trung đoàn 250 còn giận anh em chúng tôi, kheo cho đến tận bây giờ. Thế là lại một mùa xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh. Một bài hát của ca sĩ nào ở chế độ cũ được anh em lính hát trong đêm giao thừa năm 1979-1980, nghe buồn não lòng. Vậy là mình thêm một tuổi đời và một tuổi quân. Ở Việt Nam, gia đình bạn bè và cả dân tộc đang hưởng một cái Tết vui vẻ ấm cúng. Tuy vật chất còn nhiều thiếu thốn, còn ở đây, nơi rừng sâu núi thẳm, biên giới Thái Lan Campuchia, những người con của đất mẹ Việt Nam ngày đêm đang chịu nhiều gian khổ, hy sinh, mất mát để bảo vệ cuộc sống yên lành cho nước bạn. Mấy ngày trước, khi lên trung đoàn nhận nhu yếu phẩm Tết, chúng tôi mới biết ngày Tết cổ truyền của Việt Nam đã đến gần. Chúng tôi còn chẳng có khái niệm ngày tháng. Đại đội 20 chúng tôi được hai chú ỉn, một chú khoảng 25 cân, còn chú kia kheo được 13 cân. Cả đại đội cũng ít người nên quyết định thịt chú to. Còn chú nhỏ thì để nuôi, chờ anh em làm nhiệm vụ và đi viện về sẽ tính sau. Phần hậu cần này thì do B trưởng Ngạch, người Thái Bình đảm nhiệm. Mấy thằng lính chúng tôi chỉ lăng xăng thôi. Và ông ấy không quên quảng cáo món tiết canh. Tuy nhiên gia vị thì thiếu nhiều, nhưng được cái dạ dày lính thì toàn inox, nên may không có lính nào bị Tào Tháo đuổi. Mấy tháng này mới được bữa tươi, rồi có cả trà, thuốc lá nữa, nên anh nào cũng tươi tỉnh hẳn lên. Đêm giao thừa, chúng tôi cũng nấu chè, nhưng nồi chè hổ lốn, chỉ có một phong lương khô, sữa hộp, đường. Vậy là có một nồi chè thập cẩm, nhưng chẳng ai dám đụng vì khê òm. Mấy ngày được phát nhu yếu phẩm, các ống khói tàu phát huy hiệu quả. Lúc này đang xả láng hút, nhưng mấy tay nghiện nặng cũng đã phòng từ xa. Thế là những mẩu thuốc thừa được chúng nó gom lại, cất vào góc ba lô, phòng khi anh em hết nhiên liệu để đốt. Mấy ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng qua với lính tình nguyện Việt Nam. Chúng tôi lại lên đường làm nhiệm vụ. Vì mấy ngày trước, ở phía trước đơn vị trong rừng già, có một khẩu cối 6 của địch cứ chiều chiều lại bắn lung tung vào vị trí trú quân của các đơn vị. Chúng bắn vào giờ ăn cơm, bắn linh tinh, vô phưởng vô phạt, không theo một điểm nào cả. Có hôm đang ăn cơm thì nghe tiếng đổ đầu nòng, vậy là cả người và cơm vội nhảy xuống hầm, nhưng đạn lại nổ ở nơi khác. Chúng tôi cũng lên mượn trung đoàn một khẩu cối 6 và ít đạn, cũng theo tiếng nổ đầu nòng để đáp trả lại. Vì rừng núi mênh mông như vậy chẳng biết có chúng không. Lần này nhiệm vụ truy quét trước tiêu diệt khẩu cối do anh Hòa xê trưởng, người Đức Thọ, lính 74 phụ trách. Anh này mất do bệnh ở Diễn Châu khi vừa về phép cưới vợ. Bắt đầu từ đại đội 15, vòng cánh trái theo dòng suối lớn, vòng cung rộng qua phía trước trung đoàn bộ, sau đó đến trước xe chúng tôi. Bọn này giống như ma hay sao ấy. Mấy ngày lùng sục ở trong rừng chỉ phát hiện vị trí bắn cối của chúng, còn chúng lặn mất tích ở đâu. Hết lương thực thì phải về thôi. Trên đường về, trước chốt của đại đội 20 chúng tôi, khi qua một trảng lớn, thằng Vinh Thanh Hóa đi đầu, thế nào lại giúp chúng tổ ong vàng. Cả đội hình đang đi ngon lành, bỗng thấy nó ở phía trước vứt cả đồ đoàn súng ống, tay ôm đầu chạy như ma đuổi. Mấy lính đi tiếp sau nó chạy lùi lại là oải oái. Vậy là mấy thằng chúng tôi làm nhiệm vụ bẻ cành cây xông lên đánh nhau với lũ ong để giải cứu cho đồng đội. May là tổ ong vàng làm tổ trong lá cây nên chỉ có ít ong thôi. Mấy thằng mặt mũi sừng bêu, nhìn mà không nhịn được cười. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ không thu được kết quả. B chúng tôi phải làm thêm một căn nhà hầm nữa. Vì cả B chỉ có 8 lính ở hai nhà hầm nên rất chật. Nhà hầm này cũng nằm dài theo tuyến phòng ngự. Nhà mới này có tôi và cương già người Thanh Hóa, công nhân lính, tổng động viên đã có vợ con. Một hôm, đang ngủ ngon lành, bỗng lão ú ớ chu lên. Tôi giật mình tỉnh dậy
vơ vội lấy súng lao ra công sự, cứ tưởng địch mò vào bóp cổ lão ấy. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi mới vào đánh thức lão dậy. Trong kia lão vẫn còn ú ớ, thở dài đánh thượt một cái. Lão kể vừa mơ về nhà gặp vợ con. Khổ thân cho thân già vạn dặm, một giấc mơ đẹp về vợ con cũng bị tôi làm hỏng. Đức đi viện về ở với tôi, Cương già lên hậu cần thay cho ông Luyện sốt rét đi viện. Vậy là trong đại đội có anh em đi viện về và cũng có anh em đi. Con số cũng không thay đổi là bao, nhưng những anh em khỏe đang được căn bệnh sốt rét tha, những lính yếu thì nó quật cho tơi bời. Chúng tôi làm nhiệm vụ lần này có 4 thằng, trong đó có tôi lên kết hợp với trinh sát tiểu đoàn 8 cùng với một đại đội bộ binh và một số lính cối 120. Nhiệm vụ lần này là tìm cho được khẩu cối 120 vừa bị Pốt khuân mất vào hôm qua. Ngày hôm qua, khi đại đội 14 vận chuyển khẩu cối từ tuyến trên về vị trí ở sau trung đoàn bộ, xe chở súng trúng mìn bộ binh trên con đường khai thác đại lộ kinh hoàng. Nhưng không có thiệt hại về người, xe hỏng, không biết tối hôm đó các ông cắt cử gác sách bảo vệ vũ khí như thế nào mà bị bom Pốt nó mò vào khuân mất súng và đạn. Sáng mai chỉ còn trơ lại cái xe bị hỏng. Vậy là lính mục chúng tôi lãnh đủ, bắt đầu từ vị trí mất súng, theo dấu vết của địch để lại mà đi tìm. Theo nhận định của các ông thì nặng như vậy chúng chưa thể đi xa được, nhưng các ông quá chủ quan khinh địch. Anh em chúng tôi vất vả mấy ngày theo vết lên tới tận biên giới Thái Lan, nhưng chẳng thấy bóng dáng của bọn nó đâu, chỉ thu lại được một quả đạn chúng vứt lại. Mấy ngày lùng sục bã hết cả người, kết quả là con số không tròn chỉnh. Hết lương thực phải về thôi. Không biết chúng có cất giấu ở đâu rồi làm hiện trường giả để lừa chúng tôi thì cũng không rõ. Thế là mất một khẩu cối 120 và mấy quả đạn. Rồi không biết các ông truy trách nhiệm cho ai, và ai bị kỷ luật thì lính mục bọn tôi cũng chẳng biết. Vào một ngày, một tổ của đơn vị chúng tôi lên dẫn anh em tiểu đoàn 8 đi truy quét. Tôi không đi vì tiểu đoàn 8 chốt cùng với một tiểu đoàn của trung đoàn 250 giải dọc lên biên giới. Còn tiểu đoàn 7 đã ra sau cua chữ V bảo vệ sư đoàn. Tiểu đoàn 9 nằm ở đâu thì không rõ. May ra tìm được khẩu cối, nhưng lần này không tìm được khẩu cối, bù lại bắt được dân Thái Lan đang khai thác đá hồng ngọc. Nghe anh em về kể lại, có một con bé xình lắm, dẫm trúng mìn bị chết. Dân khai thác chôn con bé đó ở trong rừng. Lúc giải về qua đại đội chúng tôi, họ được nghỉ. Anh em chúng tôi ra xin thuốc dê của họ, hút thuốc thơm và ngon lắm, uổng công cho anh em chúng tôi. Khi được thông báo bắt được dân Thái có một em gái xinh, ai cũng muốn nhìn một tí. Mấy tháng nay ở nơi khỉ ho cò gái này không có một bóng hồng lải vãng. Rồi chúng tôi cũng chuẩn bị được đền bù. Đoàn văn công của Tổng cục Chính trị sắp về biểu diễn cho đơn vị, nghe nói có cả Linh Nhâm. Ngày đó rồi cũng đến. Chúng tôi làm nhiệm vụ lùng sục bảo vệ đường, nống ra để truy quét đến ngày biểu diễn. Ban ngày thì lính mục chúng tôi không có cơ hội, chỉ có trung đoàn bộ được xem, còn chúng tôi nghỉ nha. Đi làm nhiệm vụ bảo vệ đường cho các khách quý trở về. Khẩu cối 6 của địch trong rừng lại lên tiếng. Lần này thì chúng tôi không đi phục khẩu cối nữa. Có cối 120 của trung đoàn lên tiếng. Như vậy chỉ 2-3 lần là bọn chúng im luôn. Giai đoạn này từng tốp nhỏ địch thường xuyên vào nơi giáp danh giữa đại đội 20 với đại đội 12-7 của trung đoàn 250 quấy rối. Có hôm chúng gài cả mìn chống tăng trên trục đường giáp danh giữa đơn vị tôi và đơn vị 12-7. Sáng hôm đó có lính đã ngủ dậy, mấy thằng chúng tôi đang ngủ nướng, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Anh em chúng tôi ôm súng nhảy ra hầm chờ địch, không có gì. Một lúc sau chúng tôi ra hiện trường, một cái hố to tướng nằm ở giữa làn xe. May mà hôm đó xe của trung đoàn không đi qua, mà không hiểu sao quả mìn chống tăng lại nổ. Sau lần đó chúng tôi lại có một tổ phục gần vị trí đó, nhưng ở phía đông đường. Ở tổ phục mới này, một hôm lão Thuyết, lính 75 Hà Bắc, vừa ở quản lý đại đội xuống làm A trưởng. Lão rất to mồm, phụ trách đi phục. Lão làm mất mặt cán bộ chiến sĩ đại đội chúng tôi vì tội nhát như cái của lão. Hôm đó lão dẫn hai lính đi phục. Tầm khoảng 9 giờ tối, địch mò vào nơi vị trí quả mìn chống tăng nổ. Có 3 thằng, thậm chí thấy địch rõ một một.
hai lính nâng súng định bóp cò, nhưng lão đè hai nòng súng xuống không cho bắn. Mấy thằng phốt đứng xì lô xì lao một lúc rồi lặn mất. Hai thằng lính chửi cho lão một trận te tua và kể lên, rồi đến tai các thủ trưởng của đại đội và đến tai cấp trên của trung đoàn. Các thủ trưởng nói: mấy thằng địch đó chỉ cần lấy cuống đu đủ chọc cũng chết. Đúng là cơ hội làm bàn ngon ăn mà để tuột mất. Sau lão này sốt rét đi viện và lặn mất, không quay trở lại đơn vị nữa. Cái tên Thuyết không còn tồn tại trong đại đội 20 chúng tôi nữa. Tôi lại bị sốt rét quật ngã. Mấy ngày này nằm điều trị tại đơn vị nhưng không được. Anh em phải cáng lên phẫu của trung đoàn. Phẫu này nằm cách đại đội chúng tôi khoảng 2 km. Không biết các ông đại đội 24 phẫu bố trí đội hình như thế nào mà anh em nằm viện lại đi phía trước, ở phía tây đường, còn y tá phục vụ lại nằm ở phía sau, ở phía đông. Tối không có người gác. Nếu như địch mò vào, chúng chỉ cần mấy thằng ốm lẻo khẻo chúng tôi đã chết chứ không kịp. Nằm trên này tôi không thấy ổn cho lắm nên xin vào đơn vị để điều trị thôi. Tối không có người gác, súng ống thì không. Mà nói thật, khẩu súng cứ kè kè ở bên người nên bây giờ thiếu nó cũng thấy lạnh gáy. Và một ngày, đơn vị đi làm nhiệm vụ khoảng 1B, phụ trách lần này là ông Luyến, xe trưởng và thằng Tiến liên lạc theo. Trục đường đại lộ kinh hoàng, lên phía trên các chốt bộ binh, nhiệm vụ là thăm dò các cứ của địch. Khoảng trưa hôm đó, đơn vị vượt qua điểm hay phục của địch, đó là điểm chết của chiếc xe chở cối bị dính mìn. Mạnh A trưởng đi đầu, vận động chạy qua điểm chết là cái xe, chiếm lĩnh vị trí bên kia, quan sát và hỗ trợ chúng tôi lần lượt vượt qua. Vị trí này, chúng tôi mỗi lần qua đây thỉnh thoảng bị phục, nhưng toàn đạn nhọn. Cách phía đông đường khoảng 6-70 mét là một gò đồi cao. Nơi này có mấy hòn đá lô nhô. Tôi cũng đã qua. Thằng Đức tiếp đến là mấy thằng nữa. Ông Luyến và thằng Tiến vừa vận động đến cái nơi xe, bỗng một tiếng nổ đầu nòng của đạn B và một quầng lửa đã chùm lên phía sau cái đuôi xe. Mấy thằng ở phía trước chúng tôi nổ súng bắn trả và vận động lên gò cao. Địch đã chạy mất, quay lại vị trí xe. Ông Luyến hầu như hứng trọn quả B không còn nguyên vẹn. Cái đồng hồ mạ vàng ở nơi tay đã bay đi đâu. Thằng Tiến nằm gục ở phía sau, toàn bộ phần ngực nó biến dạng. Chúng tôi lượm nhặt, gói ghém hai tử sĩ và quay trở về. Đơn vị lại mất thêm hai người. Hiện nay anh Bảo xe trưởng đang giữ cái ấm pha trà là kỷ vật của anh Luyến Quỳnh Lưu, nhưng chưa có điều kiện giao lại cho gia đình. Tôi và hai lính nữa được lên trung đoàn bộ học đối tượng đảng. Vậy là cứ sáng ra, cơm nước xong, ba thằng lại súng đạn gọn gàng, lóc cóc quốc bộ lên trung đoàn. Hai thằng kia thì mặn mà với học tập, còn tôi thì không mặn mà lắm, vì nhiều lý do. Lên để chui vào đồng hương, ngủ cho đã. Cái quan trọng hơn, dù học tập tốt thì tôi cũng không được kết nạp, vì thời gian trước khi xảy ra chiến tranh biên giới, không biết mấy lão tổ trưởng khu phố thế nào lại đến vận động gia đình tôi đi di cư vào Hương Khê Hà Tĩnh, vì gia đình là người Việt gốc Xà Cừ. Mấy đời rồi tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Trong đó, hai anh em chúng tôi đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Anh tôi ở quân đoàn 3, sau ra phía Bắc. Bố tôi mỗi lần các lão cán bộ khu phố đến thì ông nói: Tổ quốc trả về cho tôi hai đứa con, rồi tôi mới rời đi. Rồi các lão cũng tịt luôn. Ông viết thư và động viên chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vậy là gia đình chúng tôi cho đến thời điểm kết thúc chiến tranh biên giới Bắc Nam cũng đóng góp 4 chàng lính. Rồi các ông cán bộ của đại đội cũng biết tôi trốn học. Có một hôm đang ngủ trốn ở trong hầm thằng Đồng Hương, đại đội 18, bỗng ở ngoài kia lao xao tiếng người nói. Ra tới nơi thấy anh em cáng mấy lính về, cả thương và tử. Hỏi ra mới biết đó là ông Thân, trung đoàn phó, cùng mấy cán bộ của đại đội và của B của tiểu đoàn 8 đi thực địa vướng phải bãi mìn. Bãi sắn của chúng tôi đã có củ, thỉnh thoảng lợn rừng vào ủi tìm củ ăn. Vậy là mấy thằng đành nảy ra sáng kiến dùng AK để bẫy lợn. Nhưng chỉ được mấy hôm thì phải thu lại, không các ông biết thì cho chết ngay. Vì mấy hôm trước có một lính của đại đội 25 vận tải trung đoàn cũng cài súng bẫy thú, không biết khi đi kiểm tra thế nào lại trúng ngay cái bẫy của mình cài, bị cả hai chân. Vậy là ông bắn súng bắt liên lạc gọi người ra cứu,
Nhưng ở chiến trường, lúc nào cũng có tiếng súng nên chẳng ai để ý. Đến chiều không thấy về, anh em đi tìm thì đã hy sinh rồi. Vào một ngày, anh Thích bê phó người Thanh Hóa, tôi cùng hai lính nữa của đại đội 20 và mấy lính của C-14, khoảng 10 người. Nhiệm vụ là truy quét lùng sục trước vị trí của trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc. Lần này đi khoảng 4 đến 5 ngày. Qua 2 ngày lùng sục không có gì. Ngày về gần đến vị trí đóng quân của tiểu đoàn 8. Nơi này rừng thưa, cũng vì chủ quan gần đến đơn vị của tiểu đoàn 8 nên chúng tôi đã trả giá. Lúc đang trên đường hành quân, xuống một cái suối cạn chỉ có một vũng nước. Tôi đi đầu ngồi xuống nước, lính đi sau của tôi tại đội 14 vượt lên trước. Tiếp đó là anh Thích rồi đến tôi. Tôi vừa sang bờ bên kia suối khoảng 20 mét, phía trước một tiếng nổ vang lên, khói bụi mù mịt, có tiếng kêu thất thanh ra phía trước. Lính của C-14 ở phía trước đã dẫm phải mìn, hai chân và hạ bộ toe toét, bao nhiêu bông băng cũng bó tay. Anh Thích bị một vết vào đùi rất to bằng bàn tay, máu chảy rất nhiều. Tôi thì bị mảnh găm cả chân và ngực, và cũng nhờ cái bao xe đạn ở trước ngực, vị thần hộ mệnh của tôi đã che chắn nên chỉ bị miếng nhỏ luồn qua kẽ hở giữa hai băng đạn găm vào ngực trái. Nếu mà lên khoảng 2 phần nữa thì đã đi buôn muối hơn 30 năm rồi, vì trúng tim mà. Tôi bị toe toét thế này, băng đâu cho lại, chỉ băng hai nơi là ngực và nơi đầu gối, còn các nơi khác thì khỏi. Trên kia, lính bị thương nặng chỉ kêu mấy tiếng, nghe mà não lòng. Mẹ ơi, cứu con với. Một lúc sau thì đã tắt thở, còn anh Thích thì đã xỉu, chỉ nghe thấy tiếng rên khè khẽ. Thế là chặt đòn để cáng thương binh tử sĩ về. Vì tôi chưa đến nỗi nào nên cũng cố lết đi được, mà cũng chẳng có ai khiêng mình nữa vì đã hết lính. Vậy là tôi được bổ sung mang thêm một ba lô và một khẩu súng của tử sĩ. Đường về bị chậm lại bởi tôi không đi được nhanh. Hai cáng kia thì đi cho nhanh để còn về cấp cứu cho thương binh nặng. Vậy là tôi và một thằng nữa cùng đại đội, tôi không nhớ tên, thất thểu tụt hậu lê lết về phía đại đội 15 thì trời đã chiều. Thằng Thuận đồng hương nghe tin tôi bị thương, nó đã đứng chờ ở đó lúc nào. Thấy tôi, nó ôm và khóc. Từ đại đội 15 về đến trung đoàn bộ qua một tràng trống. Tràng trống này trước đây được san phẳng để làm bãi đáp cho trực thăng. Mấy lính của đại đội 20 nghe tin tôi đang đi ở phía sau nên cõng tôi về phẫu của trung đoàn. Anh em đã chờ sẵn, chuyển chúng tôi ra ngã ba An Đông về phẫu tiền phương của sư đoàn. Sáng sau, tất cả anh em thương binh nặng nhẹ được một chiếc xe đốt của Mỹ chuyển về phẫu của sư đoàn ở ngã ba của chữ V. Đoạn đường từ An Đông ra đến của chữ V bao nhiêu km tôi không biết, vì là mùa khô nên đường không xấu lắm. Lính bị thương nhẹ thì nằm băng ca, còn nặng thì nằm võng, cột chắc vào hai bên thành xe. Áp tải chúng tôi có một y tá. Xe chạy qua những cánh rồng khộp bạt ngàn, thỉnh thoảng lại xen một ít rừng già. Hai bên đường vẫn gặp những đơn vị pháo của trung đoàn 55 chốt giữ, nhưng ít. Ở trên xe chuyển thương này cũng thấy ớn lắm, nếu gặp địch phục thì hết sạch, không còn một ai luôn. Nhớ lại đường 13, xe cứu thương bị Pol Pot bắn một quả B thiêu trụi tất cả. Buổi chiều, không biết là mấy giờ, xe chở chúng tôi đã về đến phẫu của sư đoàn ở cua chữ V. Anh em được các chàng y tá, không có nàng như các đơn vị khác, đưa vào một căn nhà nhỏ để kiểm tra lại vết thương. Tất cả anh em được tiêm và lau rửa lại vết thương. Không biết các lão y tá quên hay cố tình để lại một vật kỷ niệm chiến trường cho tôi ở nơi đầu gối. Bây giờ mỗi lúc ngồi lên, nó lòi lên một cục như hòn bi. Không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, nó đã gắn bó với mình 32 năm rồi. Ở đây chúng tôi được chăm sóc, ăn uống nghỉ ngơi, tắm giặt thoải mái, nên sức khỏe hồi phục. Thương binh đều trị ở đây rất nhiều. Tôi đã gặp những thằng đồng hương, các trung đoàn và những thằng bạn hồi còn huấn luyện. Qua những anh em này, tôi mới biết lính huấn luyện cùng chúng tôi đã bị loại khỏi vòng chiến đấu rất nhiều. Phẫu ở cua chữ V nằm gần suối lớn. Cứ chiều chiều, chúng tôi ra suối, luôn thể tắm giặt và câu mấy con cá mương về thêm vào bữa canh. Cũng không nhớ nằm điều trị ở đó bao lâu. Khi đã tạm ổn, chúng tôi lại được xe chuyển về thành phố Bát Tam Băng để nghỉ dưỡng. Ra đây, lính nằm viện càng đông hơn.
Anh em được nghỉ trong một phòng rộng nhưng không có sàn nằm, phải trải áo đi mưa vì không có chiếu, cũng tạm ổn. Lính mà, ở đây 3 ngày, 3 bữa cơm và 2 lần thuốc. Cứ mỗi chiều lại ra sông Bát Tam Băng để tắm giặt cùng với dân ca. Mà cũng thừa nhận, dân ca cả nam lẫn nữ sử dụng xà rông điệu nghệ. Tắm xong, lính chưa chịu về, cứ ngồi trên bờ, nhìn các em gái ca tắm. Nhưng chỉ nhìn được bờ vai và hai bắp chân thôi, họ che kín lắm. Ở đây tôi gặp thằng Hải cùng khu phố. Vậy là hai thằng lúc nào cũng có nhau. Một hôm tôi rủ nó sang bên kia sông Bát Tam Băng ở phía đông để hái vú sữa. Bên bờ sông này rất nhiều cây vú sữa, thuộc bộ tư lệnh quân khu 7 hoặc sư 7 đóng quân. Hai thằng đang trèo leo như khỉ hái quả thì bỗng thấy một cô lính nữ Việt xin chúng tôi quả vú sữa. Vậy là thằng Hải vươn ra cành ngoài bé sông hái cho họ. Còn tôi thì không, vì tôi sợ độ cao. Mải phục mấy em nên nó suýt bị ngã vì cành vú sữa bị gãy. May mà nó níu được cành ở bên cạnh, không thì toang mất. Phía sau thành phố Bát Tam Băng có một cái chợ tạm và hình như có một ga tàu nhỏ. Chúng tôi thường ra cái chợ đó đổi các thứ, miễn là dân xài các thứ đó. Thời gian nằm viện nhàn rỗi, nghe bùi tai, mấy thằng chúng tôi đi vào các nhà bỏ hoang trong thành phố, xăm nền nhà lên để tìm vàng. Cứ gõ nơi nào có tiếng rỗng ở dưới nền là đào lên. Chỉ tổ mệt người, và được vàng mắt thì có. Đoàn chiếu phim về phục vụ cho lính, nhưng ở bên kia sông, thế là mấy đêm đó đều có mặt chúng tôi. Cứ cơm nước xong là kéo nhau qua cầu sang bên kia sông, qua một chốt gác của kiểm soát quân sự, toàn là lính, dân ca không được vào. Cũng không biết an dưỡng đó bao lâu, tôi đã gặp anh Hòa ở khu phố, hai lính vận tải của sư đoàn vừa đi phép về, đang vào giữ kho. Anh ấy nói với tôi, ra viện tranh thủ mà về nhà, muốn về lắm nhưng không có tiền. Anh ấy, ok, ta đang còn một ít. Vậy là từ đó, trong đầu tôi nung nấu một ý định về thăm gia đình. Ngày ra viện cũng đã đến, sáng hôm ấy có một chiếc xe Hồng Hà đã chờ sẵn trước khu điều dưỡng. Danh sách những lính xuất viện được gọi, trong đó có tôi. Tất cả lên xe hướng tây thẳng tiến. Đến khoảng trưa thì xe dừng lại, đổ chúng tôi xuống gần phẫu của sư đoàn, nơi cua chữ V. Các ông cán bộ bàn giao lính, cung cấp tài chính và giấy ra viện cho nhau. Chúng tôi được nghỉ để chờ xe của trung đoàn, sư đoàn lên đơn vị. Vậy là trong tôi tắt luôn ý định về thăm gia đình. Vì các ông cán bộ nắm giấy ra viện và cung cấp tài chính, khi về đến đơn vị mới giao lại cho lính, sợ lính trốn. Không nhớ tôi tỉ tê thế nào mà ông cán bộ lại trả cho tôi các giấy tờ nằm viện. Tôi cũng không có ý định về thăm nhà nữa, vì không có ai cùng đồng hành. Nghĩ rằng tôi quay lại Bát Tam Băng để chơi với mấy thằng bạn đang nằm điều trị ở đây. Nhưng về đến đây, mọi kế hoạch lại thay đổi khi tôi gặp anh Trung, B trưởng đại đội 16. Lính 74 là đồng hương, cũng không biết anh ấy được đi phép hay đã ra quân nữa. Chắc có lẽ một cái giấy vớ vẩn nào đó cho hợp lệ thôi, chứ ra quân hoặc đi phép phải có xe của sư đoàn đưa đón cẩn thận. Anh ấy rủ tôi về, vậy là xong. Tôi lên anh Hòa, đại đội 25 vận tải, mượn anh tiền. Cũng không nhớ 200 hay 2.000 đồng nữa, chỉ nhớ là con số 2 thôi. Có tiền rồi, sáng hôm sau anh Thung và tôi ra ga tàu Bát Tam Băng nằm ở phía tây thành phố, gần cái chợ tạm để lên tàu. Đoàn tàu khoảng hơn 10 toa, nhưng toàn là toa chở hàng. Dân ca đi buôn từ Bát Tam Băng về Nông Pênh đã ngồi kín chật toa. Anh Thung có giấy tờ thì ngồi ở cửa toa lên xuống, còn tôi không có giấy tờ thì lẩn sâu vào trong toa ngồi với dân ca đi buôn. Tàu bắt đầu chuyển bánh thì có một tốp kiểm soát quân sự đi qua các toa để kiểm tra xem có lính trong đó không. Vậy là mấy người dân ca cũng hiểu được ý định của tôi, bèn lấy áo trùm lên đầu tôi để che cho tôi tránh mắt thấy kiểm soát quân sự. Tàu đã chuyển bánh, trên các nóc toa có lính của các đơn vị đi theo để bảo vệ. Tàu chạy qua những làng mạc ở khu rừng không có người dân. Ngồi trên tàu lúc này tôi cũng sợ, cứ nghĩ nếu bị phục kích chỉ có chết thôi, thì đơn vị và gia đình không thể biết mình đã ngỏm ở nơi nào trên đất nước Campuchia. Nhưng vì suy nghĩ bồng bột và nông cạn, và hơn nữa đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì phải chấp nhận thôi. Nhưng cũng may mắn làm sao chuyến tàu đó lại an toàn,
cũng không nhớ mất bao lâu. Nhưng một buổi chiều, anh em chúng tôi đã tới ga Nông Bình. Anh Thung thì ra ga cổng chính, còn tôi thì tìm đường trốn mà ra. Hai anh em loanh quanh dạo trong thành phố Nông Bình, khoảng 8 giờ tối mới hỏi đường được ra cầu Sài Gòn. Ở đây cuộc sống đã nhộn nhịp trở lại. Hai bên hè phố đã có các hàng quán bán buôn tấp nập. Phía tây cầu Sài Gòn có một bốt gác của kiểm soát quân sự. Lúc đi qua đó, trống ngực tôi cũng đập to hơn trống làng. Nhưng mọi việc đều trôi chảy. Qua phía đông cầu Sài Gòn khoảng 200 mét, tôi và mấy anh tìm nơi để mắc võng nghỉ qua đêm. Lại một cái ngủ nữa. Sao không vào các đơn vị lính Việt Nam mà ngủ cho nó an toàn. Sáng sau khoảng 8 giờ, có một đoàn xe vận tải của thành phố Hồ Chí Minh trả xong hàng đang trên đường trở lại Việt Nam. Chúng tôi xin đi nhờ. Vậy là chiều hôm đó chúng tôi đã có mặt ở sở bay riêng, rồi đến Ba Vét, cách đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài khoảng 1-2 km về phía đất Campuchia. Thì tôi xin xuống xe, còn anh Thung có giấy tờ thì tiếp tục hành trình. Chúng tôi đã thống nhất với nhau, nếu sáng ngày mai tôi mà không có mặt ở ngã ba Gò Dầu thì anh cứ tiếp tục hành trình. Phía tây, mặt trời đã gần khuất bóng. Tôi xốc lại ba lô lẹp xép, tiến bước đi lại nơi chốt gác của lính ca. Lính ca nhìn tôi và hỏi: "Vòng tàu na?" Tôi chỉ tay về Việt Nam và trả lời, cứ tưởng nó hiểu và để cho mình đi. Vậy là mình lách qua cái barrier. Nhưng lính ca đã đi vào xì lô xì lao. Thế nào mà một lính Việt đi ra gọi tôi đứng lại? Toát mồ hôi hột. Tôi giải thích lung tung phèng, nhưng mục đích lừa lính Việt là về viện 175 lấy giấy tờ để ra viện, bị mất rồi quay trở lại đơn vị. Không biết vì bận việc gì ở trong đó, hay là mình nói ngọt quá nên lão kia quay đi. Vậy là tôi đã thoát. Qua bốt gác đó khoảng 200 mét, tôi ngồi nghỉ ở vệ đường phía bắc nhằm quan sát cánh đồng trống, tay trái hướng về Việt Nam, lấy đồn Mộc Bài làm điểm chuẩn, đi theo hai cạnh của tam giác để vượt biên về Việt Nam. Vậy là một mình tôi lóc cóc đi giữa đồng không mông quạnh, có những lối mòn của dân buôn. Cũng may là mùa khô nên dễ nhìn thấy lối mòn. Tầm khoảng gần 10 giờ đêm, tôi đã ra đến đường 1. Có mấy cái quán nhỏ ở bên phía bắc đường đã đóng cửa. Phía nam đường là một dòng kênh. May sao lúc đó có một quán đang dọn dẹp để nghỉ. Đó là một đôi vợ chồng trẻ. Sau khi thưởng thức một cốc nước mía, tôi mới lân la hỏi chuyện và ngỏ ý thuê anh chồng lai tôi bằng xe đạp về Gò Dầu. Cũng vào lúc đó, có một lính công an vũ trang sau khi xong việc ở đồn đang trên đường về thăm nhà ở bên kia cầu Gò Dầu và cũng có quen chủ quán. Anh chủ quán xin cho tôi quá giang theo xe của anh lính công an vũ trang. Vậy là tôi ngồi sau xe đạp của anh ấy. Hai người lính vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Trời nhiều sao, mát mẻ và dễ chịu. Gần 2 năm rồi tôi mới được về tổ quốc, mừng lắm. Vậy là chặng đường về thăm quê hương của tôi gần hoàn tất. Chỉ còn vượt qua hai trở ngại nữa là ổn. Đó là trạm kiểm soát quân sự ở phía tây Gò Dầu của tỉnh đội Tây Ninh và trạm Trảng Bàng. Hai anh em ngồi nghỉ hút thuốc một lúc. Mình đang thèm thuốc mà không có. Anh ấy mời mình một điếu, không biết xám mít hay 85 mà thơm và ngon đáo để. Rồi tôi cũng nói thật với anh ấy là mình nằm viện, bây giờ muốn về thăm gia đình. Và tôi cũng hỏi, gần đây có trạm kiểm soát quân sự nào nữa không? Anh ấy cho biết ở bên phía tây Gò Dầu có một trạm nữa, nhưng ở đó anh ấy quen nhiều. Một lúc sau, chúng tôi đã đến trạm kiểm soát quân sự. Anh ấy vào mời thuốc và nói chuyện với lính gác, còn tôi đứng ngoài để trông xe. Anh giới thiệu tôi là lính của anh ấy. Xong ca trực, hai anh em về nhà anh ấy chơi. Tôi đã qua trạm ấy chót lọt. Qua bên đông cầu Gò Dầu khoảng 100 mét, tôi và anh ấy chia tay nhau. Anh ấy mời tôi vào nhà nghỉ qua đêm, nhưng tôi từ chối vì đã hẹn với anh Thung rồi. Đi được khoảng 10 mét, anh ấy gọi tôi lại, dúi vào tay tôi gói thuốc Samit hút dở. Tôi cảm ơn và chia tay anh ấy. Đến ngã ba Gò Dầu tìm anh Thung như đã hẹn. Lần mò một lúc, tôi tìm thấy anh ấy đang mắc võng nằm ngủ dưới mái hiên nhà sát ở đường ngay ngã ba Gò Dầu. Cũng có mấy cái võng của dân buôn và cả lính nữa. Khoảng gần 1 giờ, có một xe đò chạy qua, lừa xe hô hoán ầm ĩ, gọi mời khách đi tuyến thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và anh ấy lên xe, cũng không biết thời gian và quãng đường được bao nhiêu thì xe dừng lại ở một trạm kiểm soát quân sự. Có một barrier chắn ngang đường. Trong bốt gác có hai lính kiểm soát quân sự. Một lính uể oải bước ra kiểm tra xe. Lính ấy chỉ đứng phía dưới cửa xe nhìn lên,
và bỏ vào bốt gác. Cần chắn đã được nâng lên, vậy là tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau này, lúc trở vào đơn vị, tôi cũng qua trạm này, bị lính kiểm soát nghĩa vụ hành cho giấy tờ và tác phong quân nhân ghê lắm. Xe tiếp tục chạy, cũng không biết mấy giờ về đến bến xe miền Tây. Hai anh em chúng tôi về nghỉ tạm trong nhà người quen của anh ấy. Khoảng 2 ngày sau, chúng tôi lên tàu ra Bắc, nhưng chỉ có anh Thung là mua vé, còn tôi không đủ tiền nên đã trốn vé. Những chuyến tàu của thập niên 80 sao mà lộn xộn, nhếch nhác và bẩn thỉu như vậy. Toa nơi chúng tôi toàn là dân buôn, chỉ có vài anh lính như tôi. Không biết họ đi công tác hay cũng như chúng tôi. Trong số này có một lính, không biết là lính hay sĩ quan, mà bên hông cứ kè kè một khẩu côn sệ xuống, mặt mũi thì đỏ gay vì rượu và cái loa phóng thanh phát rất to. Nào là đơn vị lão ở Campuchia đánh nhau như thế này, như thế nọ. Nào là lính mình chết rất nhiều. Khi qua ga Nha Trang, lão nhảy xuống tàu mua bán cái gì đấy. Rồi có ba kiểm soát quân sự đi lại nói với lão cái gì. Và một lúc sau tịch thu khẩu súng côn của lão, chắc không có giấy phép sử dụng, và dẫn lão lên tàu để đưa đồ của lão xuống. Tôi cũng nhanh lủi xuống trốn luôn. Tàu lại chuyển bánh, bớt được mấy cái loa rượu và nói lung tung. Vì không có tiền mua vé nên cũng khổ cho tôi. Cứ mỗi lần nhân viên kiểm soát vé là tôi lại trốn đi dọc các toa tàu. Trốn mãi rồi cũng không thể trốn được nữa. Bây giờ thì nằm úp thìa trên mấy cái bì đựng hàng, giữa hai dãy ghế ngồi của khách, rồi run cầm cập vì sốt rét, lại mò đến hành hạ tôi. Những người đi buôn quính quáng cả lên, nhưng đã có anh Thung lấy cái võng quấn lại cho tôi. Mấy người buôn cũng hùa theo, đắp mấy cái bì tải cho tôi ấm thêm. Buổi chiều thì tôi hết sốt. Từ đó đến ga Huế, tôi được các bà, các chị đi buôn giúp đỡ cả ăn uống. Rồi những người đi buôn, họ cũng xuống ga hết. Tàu ngày ấy chạy từ Sài Gòn ra, sao mà chậm thế? Quãng đường Sài Gòn Vinh mất đến 3 ngày 2 đêm. Khi tàu về đến ga Đồng Hới, thì trong túi tôi không còn một xu dính túi. Nhưng vì đang sốt rét nên cũng chẳng thiết ăn uống gì, nhưng cũng thèm mấy củ khoai luộc của dân bán ở trên tàu. Còn các nhân viên kiểm soát cũng chẳng để ý đến tôi nữa, vì cái hình hài như ma của tôi. Khoảng 12 giờ tối của ngày bao nhiêu thì tôi không nhớ. Tôi xuống ga Vinh, anh Thung có vé thì ra cổng chính, tôi thì trèo tường theo dân buôn ra. Chia tay với anh, tôi lên xe chở khách về nhà. Hồi đó vận chuyển từ ga về các hướng trong thành phố toàn đi bằng xe ngựa. Gần 1 giờ sau, tôi mới về đến nhà vì đi lạc lung tung trong khu vực đang xây dựng ở Quang Trung. Nhà đã đi ngủ cả, không đóng cửa. Tôi vào gọi to: "Bố mẹ ơi, con đã về." Ông bà choàng tỉnh dậy cùng mấy đứa em. Mẹ ôm lấy tôi và khóc, còn bố không nói được câu nào, chỉ chảy nước mắt. Vậy là từ đó cho đến sáng, cả nhà không ngủ. Thời gian ở nhà, tôi được gia đình chăm sóc nên sức khỏe hồi phục nhanh. Duy chỉ có căn bệnh sốt rét thì vẫn hành hạ, nhưng chỉ sốt cách nhật. Ai bày cho phương thuốc gì, bố mẹ cũng tìm để điều trị cho tôi. Kể cả nuốt giun khoang xanh mà vẫn không hết được. Nhưng sau đó bố tôi nhờ ông y tá già mua cho mấy lọ thuốc sốt rét để tiêm. Và từ đó những trận sốt không hành hạ tôi nữa. Nghe tin lính ở Campuchia về, những người dân trong khu phố và lân cận đến hỏi thăm xem tôi có cùng đơn vị với con của họ không, và tình hình chiến sự bên đó như thế nào. Tôi cũng chỉ biết nói sơ sơ và an ủi mọi người vậy thôi. Bạn bè đi học và đã đi làm hết, cứ thứ bảy chủ nhật mới được nghỉ, nên tôi cũng chẳng biết chơi cùng ai, cũng buồn và chán lắm. Hơn nữa, đi chơi với chúng, mình cứ thấy lạc lõng làm sao. Chúng nó thì quần loe, áo chẽn, dép sampo, tóc hippie. Mình thì chỉ độc có bộ quần áo lính, mà mình cũng không mặc được các thứ đó, thấy nó ngượng ngạo làm sao ấy. Sức khỏe thì đã hồi phục, tôi bắt đầu nghĩ đến ngày trở lại đơn vị. Đã quyết định ngày trở lại đơn vị, nhưng có một trở ngại lớn là hành trình một mình. Và cũng theo thông tin, những người dân tôi biết được ở xã Vinh Tân sát chúng tôi, có anh Xuân, lính 74, ở tiểu đoàn 25 vận tải cùng sư đoàn chúng tôi. Gần đến ngày trả phép, rồi cũng qua thông tin lại, có Vinh Ba Toác ở đại đội 12-7, trung đoàn 250 cũng chuẩn bị vào đơn vị. Vậy là chúng tôi liên lạc với nhau, quyết định ngày trở lại Campuchia. Còn mấy ngày nữa, hành trình
thì tôi có bạn gái. Đó là cô bạn cùng học một lớp hồi cấp 3. Cuối lớp 9 thì tôi vào lính. Còn cô bạn học tiếp. Không biết đó có phải tình yêu hay không. Chỉ biết là chúng tôi rất quyến luyến nhau. Thời gian trở vào đơn vị cũng đến rất nhanh. Và chúng tôi đã mua vé tàu. Lần này thì có vé hẳn hoi, chứ không đi chùi nữa. Tôi không nói cho bạn gái biết là sắp phải xa nhau. Ngày đó rồi cũng đến. Tối hôm đó tôi xin bố mẹ sang nhà bạn ấy đi chơi. Có lẽ lần đầu tiên trong đời của thằng thanh niên mới được đi chơi cùng bạn gái. Chúng tôi đi lòng vòng một lúc rồi quay trở về nhà bạn ấy. Cũng không biết nói gì, rùn lắm, không nói ra được. Những câu chuyện bâng quơ vậy thôi. Khoảng hơn 9 giờ tối, tôi chào tạm biệt bố mẹ bạn ấy để ngày mai lên tàu. Lúc đó bạn ấy mới biết. Lúc tiễn tôi ra cổng, cứ thấy bạn ấy khóc, tôi chỉ biết an ủi thôi. Nói thật, không có màn ôm hôn nhau thắm thiết như trong phim ảnh đâu. Tôi chỉ biết cầm tay cô bạn và tạm biệt, vì ngày mai không có cơ hội gặp lại. Bạn ấy đang đi học, mà tôi thì 12 giờ đã lên tàu rồi. Quay lưng, tôi bước thật nhanh như thể trốn chạy. Đêm hôm đó, tôi không thể chợp mắt được. Buổi sáng hôm sau, vừa thức dậy một lúc, bạn gái tôi đã đến chơi. Thì ra bạn gái tôi đến lớp xin nghỉ học, rồi cùng cô bạn gái ấy đến nhà tôi chơi. Vậy là buổi sáng hôm ấy, gia đình tôi không khí vui lắm. Khoảng 11 giờ, bố tôi đi xe đạp đèo tôi ra ga tàu cùng với hai cô bạn. Nhưng may cho tôi, hôm đó tàu chậm, khoảng 3 giờ mới chạy. Vậy là trưa hôm đó, chúng tôi chia thành hai tốp. Tốp 1 gồm có bố tôi và hai lính cùng đồng hành. Tốp 2 có tôi cùng bạn gái và cô bạn. Cũng chỉ những câu chuyện bâng quơ, trời ơi đất hỡi, vậy thôi. Tàu đã vào ga, tôi tạm biệt bố và hai bạn để lên tàu. Bố tôi chỉ nói, chúc con may mắn. Và tôi ngoảnh mặt đi, giấu hai dòng nước mắt, vì ở phía sau bố tôi và cô bạn gái cũng đang. Tàu chuyển bánh, tôi cố vươn ra ngoài cửa sổ để nhìn lại người thân một lần cuối. Bạn gái tôi cứ đứng trên sân, giơ tay cao để vẫy chào. Tàu qua những nơi cách đây 4 năm còn xảy ra chiến sự ác liệt. Nhưng giờ đây, cuộc sống đã trở lại yên bình. Nó đẹp và thơ mộng làm sao. Suy nghĩ vẩn vơ và cười một mình như thằng tâm thần. Vì giờ đây tôi đã có bạn gái. Rồi không biết cuộc chiến khốc liệt sau này tôi có còn cơ hội trở về nữa không, hay ngòm củ tỏi ở một đất nước xa xôi. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng có niềm an ủi lớn lao là ngoài giọt nước mắt khóc thương của gia đình, thì niềm an ủi lớn nhất là nước mắt của bạn gái, hạnh phúc và tự hào lắm chứ. Không nhớ bao nhiêu ngày đêm, thì chúng tôi đến bến đỗ cuối của cuộc hành trình, đó là ga Sóng Thần. Không biết lúc ấy là mấy giờ đêm, anh Xuân, Vinh Toác và tôi mệt quá nên trải áo mưa xuống nhà chờ lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, anh Xuân chia tay hai chúng tôi đi về cứ của sư đoàn ở nơi nào không rõ. Chỉ còn tôi và Vinh Toác cùng đồng hành. Lúc trả tiền đi xe thì hỡi ơi, ví trong túi tôi thì còn, mà tiền thì không cánh mà bay. Cũng không biết ai nỡ lấy những đồng bạc ít ỏi của tôi để dành để mua ít thuốc dê về đơn vị làm quà cho anh em. Vậy là từ hôm đó tôi như cái bóng với Vinh Toác, vì không có một xu dính túi và không có người thân quen ở Sài Gòn này. Tôi và Vinh vào nhà một người quen của ông ấy để nghỉ nhờ. Gia đình người này thì công nhân nên kinh tế cũng eo hẹp. Cứ sáng là hai vợ chồng đi làm, chỉ có tôi và Vinh ở nhà nên cũng chán. Ở đây khoảng 2 ngày, chúng tôi nhất trí sang Campuchia. Sáng hôm sau dậy, Vinh nó xin anh chị ít gạo để nấu cơm ăn sáng. Còn một ít cơm nữa, hai thằng hì hục nhồi nắm lại cho được một vắt to để dành ăn đường. Vậy là hai thằng ra bến xe miền Tây, bắt xe về Tây Ninh. Khoảng 2 giờ, xe dừng tại trạm kiểm soát quân sự để kiểm tra. Trạm này tôi đã qua lúc đi xe đò về lần trước. Kiểm soát quân sự bắt tôi và Vinh xuống xe. Lúc này tôi mới có dịp quan sát. Trạm nằm trên đồi thoai thoải, xung quanh không có cây cối và nhà dân. Ở sau trạm có một dãy nhà, họ đưa tôi và Vinh Toác vào đó. Có một sĩ quan trẻ hỏi chúng tôi phiên hiệu đơn vị và bây giờ đi đâu. Không nhớ Vinh trả lời như thế nào. Còn tôi thì nằm viện Sài Gòn nhưng mất hết giấy tờ, bây giờ quay trở lại đơn vị. Giải thích vòng vo tam quốc một hồi. Trong khi đó thì ngoài kia lái xe cứ còi rục ầm ĩ.
Khoảng 20 phút, tay sĩ quan cho chúng tôi ra xe, nhưng cũng không quên giáo huấn chúng tôi điều lệnh tác phong quân nhân. Và lão bắt tôi cắt hết móng tay, vì 10 đầu ngón tay tôi móng tay hơi dài, không có kéo cắt nên tôi phải dùng răng để cắn. Còn tóc hơi dài, nhưng vì không có kéo ở đó, nếu mà có kéo thì tôi và Vinh thể nào cũng bị đè đầu ra để cắt tóc. Chúng tôi được hành trình tiếp khoảng 3 giờ xuống xe ở ngã ba Gò Dầu. Hai thằng bắt xe lôi cùng với dân buôn chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Tối hôm đó, hai thằng chúng tôi không ra đồn Mộc Bài mà rẽ vào một xưởng làm gạch ở phía tay phải hướng Tây, cách đồn khoảng 1 cây số, để xin công nhân ở lò gạch cho ngủ nhờ. Cũng đúng lúc họ chuẩn bị dùng cơm nên hai chúng tôi được mời ké phần cơm của họ. Ấn tượng của tôi, bữa cơm đó có món cá lóc nướng, sao mà ngon đến vậy. Tối hôm đó, hai chúng tôi chơi với anh chị em công nhân tới khuya mới đi ngủ. Hai thằng chúng tôi cũng được một cái giường, tôi ngủ lúc nào không biết. Bây giờ mới nhớ lại, lúc lên xe vì không có tiền nên hai thằng chúng tôi cứ lì lợm không chịu xuống. Khi tay lơ xe, cứ một hai đuổi xuống. Sau rồi cũng vì tiếng nói của các má ở trên tuyến xe đấy nên hai chúng tôi mới được yên. Còn bác Tài cũng gật đầu đồng ý giúp đỡ hai chú bộ đội. Khi thấy chúng tôi là hai thằng lính trông chẳng giống ai, chắc họ cũng thương tình vì cuộc chiến bảo vệ biên giới. Trên xe, người dân cho chúng tôi thức ăn. Khi ấy chúng tôi bẻ vắt cơm chia đôi, hai thằng cầm hai gói súp để chấm với cơm, và cũng được uống nước mía và hút thuốc dê nữa chứ. Tôi nhớ một người đàn ông ngồi bên tôi chuyện trò rất cởi mở, hỏi thăm quê quán. Khi biết tôi là người ngoài Bắc, tuy rằng hình như ông ấy chưa biết miền Bắc như thế nào, lúc gần xuống xe, ông ấy rúi cho tôi một nắm thuốc dê. Vậy là nắm thuốc đó tôi cất kín tận trong đáy ba lô để làm quà cho anh em đơn vị. Còn tôi thì hút thuốc xin của lính ca hoặc dân ca trên đường vào đơn vị. Tôi là một người lính thông tin hữu tuyến, nhưng rồi trở thành lính bộ binh lúc nào cũng không hay, vì nhiệm vụ ra giữ chốt cùng với bộ binh. Tất cả các đại đội 5, 6, 7, 8 đang đánh trả lại những đợt phản kích điên cuồng của bọn địch, nên không có ai tiếp ứng cho ai. Đến trưa, khi nắng như đổ lửa thì trận đánh cũng giảm dần. Lúc này cả hai bên đã mệt nhoài, tôi mới có thời gian quay trở về đơn vị trực máy của mình. Nhưng máy đã bị mất liên lạc từ lâu, vậy là hai thằng chúng tôi lại lần theo dây về phía đại đội 5 để nối lại. Sau khi vượt qua Skong Phung Supu, hai thằng tranh thủ tắm một cái để nếu có đi thì người còn sạch sẽ một chút. Chiều hôm đó, đại đội 5 cánh phải chúng tôi và đại đội 7 nơi tôi trực máy gánh thêm hai trận đánh của địch, nhưng cường độ thì nhẹ hơn lúc sáng. Lúc này chúng tôi cũng củng cố lại hầm hào nên cũng ít có thiệt hại. Đến tối thì trên C bộ chỉ có một C trưởng, một chính trị viên, một lính hai oát cùng một thằng liên lạc đảm nhiệm hướng sau. Còn tôi, tất cả lên hỗ trợ cùng bộ binh để đảm nhiệm các vọng gác. Còn nhu yếu phẩm quà Tết thì dài cổ mà chờ vì xe chở hàng không lên được vì đang bị phục. Đến lúc nhận được thịt thì ngửi mùi đã thum thủm rồi. Đúng là cái Tết đáng nhớ, không thể nào quên trong đời quân ngũ. Đại đội 7 của tiểu đoàn 8 cùng với các đại đội khác ở trong trung đoàn 266 trên mặt trận đường 4 Công Pông Sư Pư, sau gần một ngày chống trả những đợt tấn công của bọn Pol Pot, đến gần 6 giờ chiều, hai bên đã thấm mệt. Cứ tưởng tối hôm đó sẽ được nghe lời chúc Tết của bác Tôn qua cái đài bán dẫn ọt ẹt của ông chính trị viên đại đội. Giờ gác của tôi gần hết, bỗng trước hầm có tiếng sột soạt. Chết cha rồi, địch vào, không dám nổ súng, sợ lộ vị trí. Vội chạy vào gọi anh em đại đội ra vị trí chiến đấu. Nhưng dọc tai nghe ngóng mãi, cũng tiếng sột soạt phát ra ở đó. Chắc không phải địch. Rồi phiên gác cũng qua đi, vào nằm trằn trọc mãi để chờ đợi. Mà cái đồng hồ cũ kỹ da nua của thằng lính thông tin hải oát lúc chạy lúc toi, sao mà chậm thế. Sáng sau mới biết tiếng sột soạt lúc tối là do chú chó ở đâu đến. Vì ở đây không có dân mà cũng không dám ăn thịt chó vì mồng một kiêng. Bỗng tiếng hỏa lực nổ dồn dập vào các vị trí của tổ chốt phía trước, vùng dậy lùi nhanh ra hầm chiến đấu sẵn sàng nổ súng. Nhưng địch chỉ ở ngoài bắn vào. Khoảng gần một tiếng sau, tiếng súng giảm dần. Chúng tôi quay lại đại đội, nhưng giờ phút giao thừa đã qua rồi.
nhớ nhà, bạn bè, buồn và chán. Bệnh tư tưởng của tôi nổi lên. Nhưng nghĩ lại, mình còn may mắn hơn những anh em hy sinh ở trong ngày. Nhớ, giờ này, ngày này, 34 năm trước, 1978 qua 1979, không thể nào quên được. Mở sáng hôm sau, hai thằng chúng tôi lại quay ra cửa khẩu Mộc Bài để đón xe đến Phnom Penh. Khoảng 7 giờ, có một đoàn xe vận tải dân sự thành phố Hồ Chí Minh chở hàng sang Campuchia. Chúng tôi được lính biên phòng giúp đỡ xin đi nhờ xe. Bắt đầu chuyển bánh, hành trình vào nơi nguy hiểm chết chóc. Cảm xúc khi đi qua những địa danh quen thuộc mà thời kỳ đầu chúng tôi mới chập chững vào chiến trường, sao mà nhớ thế? Ba Vét 1, Ba Vét 2, Sập Bây Riêng, nơi mà đơn vị chúng tôi đã có những trận đánh khốc liệt để bảo vệ những mét đất thiêng liêng của Tổ quốc. Máu xương của đồng đội chúng tôi đã đổ xuống đây rất nhiều. Bây giờ, cuộc sống ở nơi đây đã đi vào ổn định, không khí thật thanh bình. Nhưng cuối đất nước ca, mồ hôi và máu của chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam vẫn đang đổ xuống hàng giờ để bảo vệ sự thanh bình đó cho một dân tộc. Đến buổi chiều, khoảng 5 giờ, chúng tôi đã vào tới Phnom Penh. Hai thằng tôi xuống xe quốc bộ, đi một lúc thì rẽ về hướng đường 5. Chiều tối, hai thằng mò vào một đơn vị lính Việt, nhưng khối cơ quan, xin ăn và ngủ nhờ. Có một ông sĩ quan ra hỏi chúng tôi rất cặn kẽ về đơn vị đi đâu. Hai thằng cứ trả lời là ra viện, đang trên đường trở lại đơn vị. Một lúc sau, họ gọi lính vệ binh cho chúng tôi nghỉ trong một phòng có hai giường và dẫn chúng tôi xuống bếp ăn cơm. Tối hôm đó, hai thằng cũng muốn ra dạo phố nhưng không dám bước qua khỏi cổng gác vì nhìn thấy lính họ gác nghiêm ngặt. Như vậy, chắc cũng phiền. Mà mình cũng mệt rồi. Hai thằng chỉ vào chơi với mấy anh vệ binh thôi, chủ yếu là hút thuốc ké của họ. Mà lính cậu ở tuyến sau sướng thật, trả bù cho lính ở tuyến trước, cứ hục cho bục mặt ra. Ngày này qua tháng khác mà cái gì cũng thiếu thốn. Còn ở đây họ không thiếu cái gì. Cơm thì gạo trắng và ngon, lại có cả thịt và rau tươi nữa. Quần áo thì lúc nào cũng tươm tất, đóng thùng. Mặt mũi quần dung sáng ngời. Trả bù cho mấy thằng lính chiến chúng tôi, mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo. Mà sao hôm nay mình lại có cách hút thuốc kỳ lạ như vậy? Hút lấy hút để, như sợ ai lấy mất phần của mình. Khi chào anh em lính vệ binh để về nghỉ, lại nhón tay rút hai điếu nữa chứ, để dành. Sáng hôm sau còn mơ màng thì có tiếng đập cửa thức chúng tôi dậy. Sau khi được ăn sáng xong, chúng tôi được một lính vệ binh dẫn ra đường theo hướng đường 5 đến trạm gác của lính ca. Sau một hồi, lính vệ binh nói chuyện với lính ca xong thì bảo chúng tôi chờ ở trạm gác. Khi nào có xe lên Bát Tam Bang thì lính ca xin cho chúng tôi đi nhờ. Quá nhiệt tình với lính tuyến trước. Rất cảm ơn anh em. Chào đồng hương Việt Nam. Chờ khoảng một tiếng sau, có một đoàn xe vận tải ca chở hàng lên Bát Tam Bang. Không biết là hàng gì vì tấp kín bạt. Nhưng ở trên xe đã nhiều dân buôn cà lắm rồi. Hai thằng chúng tôi ngồi trên xe lẫn lộn với dân buôn. Xe chạy qua các trạm gác ca cũng phải dừng lại để kiểm tra. Nhưng có kiểm tra đâu, hình như nạp tiền mãi lộ thì phải. Vì ngồi trên xe, tôi thấy thằng phụ xe xuống đút cái gì vào tay lính gác và cái barrier lại được kéo lên. Xe lại tiếp tục hành trình. Mà đây có phải là cảnh sát ca hay là kiểm soát quân sự của ca mà tôi thấy mặc quần áo màu vàng nhạt, đội mũ lưỡi chai. Xe tiếp tục rong ruổi trên đường 5, con đường quen thuộc của chúng tôi. Bắt đầu từ Công Pông Chi Năng lên Púc Sát. Tôi như được xem lại cuốn phim quay chậm của đơn vị mình qua các thời kỳ đầu mới chân ướt chân ráo lên đây. Xe chạy qua nơi mấy chiếc xe tăng của ta bị cháy. Mấy thằng dân buôn ca chỉ tay vào đó rồi nhìn chúng tôi, cười nham nhở. Cú tiết, Vinh toác trợn mắt chửi lại mấy câu tiếng ca. Tôi thì nhìn mấy thằng đó gườm gườm. Vậy là chúng nó tịt luôn. Không khí trên xe cũng im lặng. Thế là từ đó trở lên đến Bát Tam Bang, hai thằng chúng tôi treo mồm, nhịn thèm vì không có thuốc thơm của dân ca mời nữa. Xe chạy chậm vì đường xấu. Bắt đầu từ rừng xanh trở lên là địa bàn quen thuộc của chúng tôi. Trên con đường này, anh em chúng tôi đã đi tuần đường nhiều lần để bảo vệ những đoàn xe tiếp vận. Nơi này hoặc nơi kia, mỗi lần ngồi chờ xe qua an toàn mới được về. Nhớ lắm, những đứa nào đã nằm lại nơi đây,
Những đêm mất ngủ luồn sâu, chọc vào cứ lách. Nhưng rồi lại gặp phòng tuyến, phòng ngự của địch, lại phải bỏ tử sĩ lại để đưa thương binh về. Nhớ lắm các đồng đội, thương những người đã hy sinh. Xe chạy qua cầu cao gần Puốc Sát. Cái cầu này có nhiều kỷ niệm với tôi lắm. Ở đây, đơn vị chúng tôi đã có những trận đánh máu lửa nhằm ngăn chặn ý đồ chiếm lại thị xã Puốc Sát của địch. Rồi trận lấy lại chốt của C-18. Những đêm luồn sâu chọc qua chốt địch vào phía sau lưng để nắm tình hình. Những kỷ niệm đường năm không bao giờ quên được. Tối hôm đó, xe nghỉ lại ở Puốc Sát. Hai thằng chúng tôi lại vào đơn vị lính Việt xin ăn và ngủ nhờ. Ở đây không khí đang là chiến tranh nên đường xá không rôm rả. Tối ít người ra ngoài đường, nói chung là cảnh vật rất buồn. Sáng sau, hai thằng được ăn sáng cùng anh em đơn vị bạn. Chúng tôi thống nhất trưa thì bắt xe lên Bắc Tam Bang, vì thằng Vinh Toác đang đi tìm bạn đóng quân ở gần đó. Còn tôi thì lại cũng buồn nên đi thăm những người mà mình cùng đơn vị một thời khói lửa. Theo dọc sông Puốc Sát, tôi đi lên hướng Bắc. Hai bên bờ sông dân đã về ở nhiều rồi, nhưng cảnh buôn bán cũng chưa sầm uất lắm. Càng đi lên hướng Bắc, nhà dân càng thưa, nên tôi cũng ngại đành phải quay lại. 10 giờ trưa, thằng Vinh trở lại. Chúng tôi ăn cơm ở đơn vị bạn, xong hai thằng chào tạm biệt anh em rồi ra đường đón xe. May sao một lúc có hai xe quân sự Việt Nam đang trên đường lên Bắc Tam Bang. Chúng tôi lên thùng xe, không biết xe chở hàng gì, phủ bạt kín. Có một tốp lính mang súng, không biết đi bảo vệ xe hay đi công tác. Thế là yên tâm rồi. Từ Bốc Sát lên Bắc Tam Bang, hai bên đường dân còn thưa thớt. Thỉnh thoảng vẫn gặp chốt của lính Việt và ca. Họ có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường. Xe qua những cầu trọng yếu thì có lính Việt chốt bảo vệ cầu. Không biết bọn Pốt có hay phục xe hay phá cầu không. Nhưng nhìn các hầm chốt thì anh em ở tuyến sau này cũng cảnh giác với trò cắn trộm của bọn địch lắm. Xe nghỉ dọc đường, không biết địa điểm nào. Chúng tôi được anh em trên xe mời xuống nghỉ ngơi uống nước. Hai thằng, hai cốc nước mía. Ngon quá, lại còn được hút thuốc xà mít nữa. Mà cũng thừa nhận, cánh lính này tươm tất thật. Ồn ào chuyện trò một lúc, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Hai thằng chúng tôi quá giang trên xe như hai ông khách quý. Thuốc hút thì họ một mình một điếu, không phân chia đẳng cấp. Nước thì tiếp trong bình tông của bạn, vì hai thằng chúng tôi không có cái gì trên người. Chiều muộn, xe đã tới ở phía đông thành phố Bắc Tam Bang. Hai chúng tôi xuống xe. Xe rẽ vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hay Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7, tôi không nhớ nữa. Phía đông Bắc Tam Bang, hai chúng tôi chia tay nhau. Vinh vào hậu cứ của trung đoàn 250 của nó chơi, còn tôi qua bên kia cầu và trạm điều dưỡng tìm đồng hương hoặc anh em đơn vị. Không có đồng hương cũng như anh em trong đơn vị, chỉ có anh em quen biết thôi. Tôi lại qua đại đội 25 vì ở đó có các anh lính 74 đồng hương. Tối hôm đó tôi ăn và nghỉ lại ở nơi đại đội 25. Vì chưa có xe lên cuối chữ V nên tôi phải ở lại Bắc Tam Bang một ngày nữa. Thời gian rảnh rỗi, tôi cùng mấy thằng đang nằm ăn dưỡng đi chơi thăm thú thành phố. Ngược lên hướng Bắc theo bờ sông, cứ vậy là đi. Mà thừa nhận thành phố này rộng thật. Các hàng quán đã mọc lại rất sầm uất. Dân buôn bán tứ xứ các nơi đổ về, cộng với lính Việt, nên lúc nào cũng tấp nập. Đặc biệt, người dân đã có xe đạp Humber để sử dụng. Ở Việt Nam mình chưa có loại xe này. Các nam thanh nữ tú Campuchia đạp xe phóng vèo vèo. Thành phố quá thanh bình, chẳng bù cho anh em chúng tôi. Cách mấy chục km ở trên kia đang hàng ngày chịu cảnh cực khổ, sống chết, được tính từng giây từng phút để bảo vệ cuộc sống thanh bình này. Mấy thằng chúng tôi ghé vào một quán nước để nghỉ. Bà chủ chỉ khoảng 30 tuổi, trắng nõn nà, không biết Việt Lai hay là Tàu Lai, sằng sái tiếp chúng tôi. Mấy cốc nước mía được gọi. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, đứa nào cũng mừng cho tôi vì được ghé qua nhà. Trong khi đó, ở phía trong kia thập thò bóng một người đàn ông, thỉnh thoảng vén một tấm vải ngăn để nhìn trộm chúng tôi. Không biết là người Việt hay ca. Dù ngoạn chán, chúng tôi về. Mấy thằng trở lại nơi an dưỡng, tôi về đại đội 25 chơi. Chiều có xe chở hàng lên sư đoàn tiền phương của cua chữ V. Tôi theo xe đó lên luôn. Xuống xe, tôi mò vào đại đội 24 tìm người cùng đơn vị.
Ở đây tôi gặp mấy thằng cùng đại đội 20 chúng tôi đang nằm điều trị vết thương và sốt rét. Anh em mừng lắm. Tôi hỏi tình hình đơn vị ai còn ai mất. Mất thì hiện tại không có ai, nhưng dính thì nhiều. Đơn vị vẫn đứng chân ở vị trí cũ, nhưng lính thì còn ít lắm, chỉ lèo tèo thôi. Mấy thằng cứ tiếc hồi hội vì tôi không ở nhà thêm một thời gian nữa. Nhưng chúng có hiểu cho tôi đâu. Ở nhà mình cứ thấy lạc lõng, còn vào đơn vị thấy tình cảm anh em đồng đội ấm áp hơn nhiều. Tôi và thằng Thành ở hai oát cùng đại đội, thống nhất lúc nào có xe và xăm lốt thì chúng tôi sẽ theo xe luôn. Chiều hôm sau, có một xe vọt tiến chở lính sốt rét, thương binh tử sĩ ở An Đông ra. Vậy là tôi với Thành theo xe cùng với mấy lính áp tải và một số anh em đi viện về đơn vị. Trên xe chỉ có anh em làm nhiệm vụ có vũ khí, còn lính đi viện về như chúng tôi thì tay không. Xe chạy qua những cánh rừng khộp, thỉnh thoảng xen kẽ những khu rừng nhiệt đới. Trên cung đường này, thỉnh thoảng vẫn có những tổ chốt đường của các đơn vị trực thuộc và các đơn vị pháo của Trung đoàn 55. Vì là mùa khô nên đường không đến nỗi tệ. Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi đến ngã ba An Đông. Khu vực này là sư đoàn bộ tiền phương. Phía trước sư đoàn bộ hướng tây là một dãy núi cao. Chắc có lẽ ở trên núi đó sẽ có một bộ phận nào đó đóng quân. Không thì bọn POT mà án ngữ được ở trên núi, nó sẽ khống chế toàn bộ ngã ba đường và Tà Xanh sầm lốt. Chúng tôi xuống xe ở đây. Bây giờ đường vào E266 chỉ có hai thằng chúng tôi, mấy anh em lính kia, lính trung đoàn 270. Quãng đường cũng chỉ có 5 km thôi, nhưng hai bên toàn là chuối và cây ăn quả rậm rạp, mà không có một tổ chốt nào. Hai thằng đi viện về không có một tấc sắt ở trong tay. Nếu như gặp POT thì chỉ có phi vào rừng để trốn, mà cơ hội rất ít khó mà thoát được. Thằng Thành nảy ra một sáng kiến mà bây giờ nghĩ cũng buồn cười. Nó lấy một cây chuối nhỏ không bóc vỏ, để cho nó đen đen, sau để cả gốc, mà gốc chuối phía gốc le to, nhìn xa giống như khẩu B-41, có một dao nhỏ làm bằng kẹp đạn AK, tự chế rất sắc nên cắt được chuối. Vậy là hai thằng lóc cóc về đơn vị. Nó đi trước vác khẩu B tự tạo, còn tôi đi phía sau cách nó 10 mét, mặt đảo nhi bi, chân bước thấp bước cao, chống ngực dập dồn to hơn cả chống làng. Mặt trời đã khuất, chỉ còn lại ánh sáng trên đường đi, còn hai bên rừng đã mở tối. Sợ, sợ lắm. Nhưng đã lỡ theo rồi, không thể quay lại được nữa. Mà được 1/2 đường rồi, có quay lại cũng không xong. Thôi, nhắm mắt liều vậy. Nếu như khi ấy chỉ cần một loạt súng vu vơ thì hai thằng chúng tôi phi hơn cả ngựa mất. Gần rồi, gần đến chốt của đại đội 12-7 của trung đoàn 250. Hai chân cứ quính lên, muốn phi nước đại lắm, nhưng lòng cứ tự nhủ: không được chạy, phải tự tỏ ra ta đây không biết sợ, không thì về đến đơn vị bị nó bồi bác chết. Cách nhà hầm của đơn vị bạn mấy chục mét nữa, hai chúng tôi vào nghỉ một chút để cho giãn thần kinh, để trấn tĩnh lại tinh thần rồi lại tiếp tục. Từ đây về đến đại đội chúng tôi khoảng hơn một cây nữa, nhưng cũng không có gì ngại vì chúng tôi đã thuộc địa hình và chúng tôi lại đi cùng với mấy lính đơn vị bạn ra cài mìn trên trục đường để phòng địch theo trục đường và tập kích. Tối cài mìn, sáng ra gỡ. Còn vài trăm mét nữa là về đến đơn vị. Chúng tôi chia tay anh em đơn vị bạn. Khi nhìn không rõ mặt nhau thì hai chúng tôi cũng về đến nơi. Hai thằng tôi vào thẳng đại đội bộ. Các vị thủ trưởng đã cơm chiều xong, đang ngồi nói chuyện vui. Các ông vui vẻ lắm, hỏi han chuyện chúng tôi. Ông Phương xê phó nói: sao mày đi viện lâu thế? Tôi cũng nói thật, mình có ghé về nhà. Các ông không nói gì. Anh bảo xê trưởng nói: thế là mày sướng hơn bọn tao rồi. Lính 74, có ông chưa được đi phép, thế mà mày tự thưởng phép thì quá chuẩn. Lại còn tìm đường trở lại đơn vị nữa chứ. Để lại một ít trà và thuốc dê cho đại đội bộ, tôi trở về bê đóng quân ở phía tây đường. Anh em tròn mắt ra, cứ tưởng tôi lặn mất tiêu rồi. Không ai có thể ngờ tôi sẽ quay lại đơn vị. Nói thật, có mấy thằng chửi tôi là ngu, sao không lặn luôn, quay lại đây làm cái gì. Thằng Đức pha cho tôi một gói mì tôm để dùng bữa tối. Trà thái và thuốc dê đối với lính rừng thì còn gì bằng. Mấy thằng ở B2 nghe tin tôi về
cũng tranh thủ sang chơi để kiếm một ít thuốc và trà. Đêm đã xuống, anh em giải tán ai về hầm nấy, chuẩn bị cho một đêm ngủ tấp tỏm không yên. Tôi về hầm cũ. Ở hầm này, từ hồi tôi đi viện đến nay, có thằng Đức và Vinh ở. Nhưng hiện tại chỉ có thằng Đức, vì thằng Vinh đi viện vì sốt rét. Tôi và nó nằm nói chuyện đến khi ca gác của nó bắt đầu. Tối hôm đó tôi không phải gác, được ưu tiên, nằm không ngủ được. Vào đây lại nhớ nhà, nhớ cô bạn gái. Thôi, mò ra gác cùng với thằng Đức cho vui. Hai thằng dì dầm trò chuyện quá giờ gác luôn. Ca gác cũng được đổi, hai thằng lại vào nhà hầm nằm trò chuyện tiếp, rồi giấc ngủ đến lúc nào không hay. Trở về đơn vị, tôi mới thấy hết tình cảm thiêng liêng cao quý của tình đồng chí đồng đội. Anh em đón mình như một người thân lâu ngày gặp lại, phần nào cũng động viên tinh thần cho tôi vững bước tiếp tục trên con đường cùng đơn vị hoàn thành những công việc khó khăn về sau này. Lại tiếp tục những ngày công tác. Thời gian này, trừ những anh em đi công tác, những người ở nhà phải luôn vận động chân tay để chống lại căn bệnh sốt rét. Vậy là thể dục bằng cách củng cố lại hầm hào, công sự, và cái cơ bản là hàng ngày cắt cử hai người đi lấy nước về cho hậu cần nấu cơm. Vì nơi đơn vị chúng tôi chốt không có giếng nước, khoảng cách từ chúng tôi đến giếng nước của trung đoàn bộ cũng hơn 2 cây số, mà thời điểm này là mùa khô nên cũng khá vất vả. Công cụ lấy nước là tấm áo mưa gấp đôi lại rồi cột vào đòn để hai thằng kiêng. Nhưng chúng tôi rất thích nhiệm vụ được giao, lên đó tranh thủ tắm giặt, không thì mấy ngày không tắm giặt người có mặt thành. Và một vấn đề cơ bản, quanh giếng đó có mấy luống rau cải của các ông trung đoàn bộ trồng đã xanh tốt. Lợi dụng các ông không để ý, chúng tôi bẻ mấy bẹ giấu vào trong nước đem về nấu canh, cho thêm một gói mì tôm nữa, quá ngon. Rồi cái việc lấy nước của chúng tôi cũng bị lộ. Mỗi lần thấy chúng tôi lên lấy nước là có một ông ra vườn vờ như chăm sóc luống rau, nhưng họ canh vườn rau đó. Buổi chiều họp tất cả các cán bộ từ A trở lên. Cứ mỗi lần họp như thế này thì anh em chiến sĩ chúng tôi biết sẽ đi làm nhiệm vụ dài ngày. Mà trong một B chúng tôi chỉ khoảng hơn 10 lính, cả B trưởng, B phó và A trưởng. Vậy lính lắc như chúng tôi còn lại lèo tèo mấy mống nữa, thiếu người lắm. Nhưng vì nhiệm vụ đi độc lập nên cũng không biết kêu ai. Sáng hôm sau lên hậu cần nhận lương thực, thực phẩm, chuẩn bị đi công tác. Không nhận gạo, chỉ có gạo sấy cộng lương khô, mấy hộp thịt, hộp cá và mì tôm. Ngoài ra không quên một ít gói bột canh, cộng ít viên thuốc lọc nước. Ngoài súng đạn đủ cơ số thì chúng tôi còn thêm 4 hộp 25 viên đạn dự phòng bỏ vào gùi hoặc ba lô. Hành quân thôi, không có cuộc chia tay bịn dịn, kiêng mà. Nhiệm vụ của ai, người đấy thực thi. Khi 8 lính chúng tôi hành quân qua trung đoàn bộ một đoạn thì gặp anh em lính trung đoàn 250 gùi lương thực, thực phẩm cho các chốt tuyến trên. Vậy là chúng tôi nhập cuộc cùng số anh em E250 cùng một tuyến đường. Quân số được tăng lên nên cũng yên tâm. Khoảng cách 5-7 mét một người. Vì là đang mùa khô nên các cánh rừng bị lính đốt trụi hết các cây cỏ tranh, vậy là yên tâm một phần, dễ quan sát được xa. Nhưng bù lại, chỉ một lúc sau, mặt mũi quần áo anh em nào cũng đen thui như dân châu Phi. Chiều tối hôm đó, 8 chúng tôi nghỉ lại ở một chốt của anh em E250. Lại một thông điệp cũ, gạo sấy và cá hộp. Mà cái loại gạo sấy này, chúng tôi đã có kinh nghiệm, chỉ cho một ít nước sôi dưới đều vào, cho thêm một ít súp, rồi tót lên võng, vừa đu đưa vừa nắn bóp. Khoảng 20 phút sau đã dẻo nên cũng dùng tạm, chứ pha như vậy ăn vừa rời rạc vừa nhạt. Ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành quân với anh em đơn vị bạn, nhưng lúc này quân số đã ít hơn vì họ đã giao hàng cho các chốt vừa qua, cũng chỉ còn 15-17 người kể cả chúng tôi. Rồi cũng đến địa phận chốt cuối cùng của trung đoàn 250. Đường càng khó đi vì ở đây là rừng già nhiệt đới chứ không phải là rừng gộp nữa. Chia tay các lính bạn, bây giờ chỉ còn lại 8 thằng chúng tôi lóc cóc trong rừng già biên giới Thái Lan Campuchia. Thấy nó trơ trọi, nhỏ bé làm sao. Bây giờ mỗi bước đi của chúng tôi phải căn ke thận trọng. Nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ có trời cứu chúng tôi thôi. Mà kinh nghiệm khi đi thì không việc gì, chỉ có khi về là chủ quan vì gần tới đơn vị nên hay dính mìn.
Trong cánh rừng già giáp biên giới này, đường mòn rất nhiều, cả cũ và cả mới. Có những lúc chúng tôi phải thận trọng hỗ trợ cho nhau băng qua những đường mòn rộng cỡ xe bỏ đi. Và công việc của lính đi sau là xóa hết dấu vết khi băng qua đường đó. Tối ngủ thì tìm nơi có cây cối rậm rạp để nghỉ. Nói chung, mọi sinh hoạt đều im hơi lặng tiếng, kể cả công việc vệ sinh cá nhân. Lấy dao sắn một vạt đất, nạy lên, ị xuống rồi lại ghép lại như cũ. Các đồ dùng thực phẩm xong thì nhét vào ba lô, khi về gần đến đơn vị mới được vứt bỏ. Vì đề phòng địch thấy dấu vết, nó đuổi theo mình thì chỉ có chạy lên mây. Đã nghe tiếng máy nổ văng vẳng ở xa, nhưng trong rừng thì khó phát hiện ở đâu. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi tìm. Nhưng càng tìm, hại càng mất hút, không tìm nữa. Khi chúng tôi men theo một sườn núi, qua khỏi khu rừng rậm, thì phát hiện dưới chẳng trống ở xa xa có một đoàn người, rồng rắn, kéo dài không biết là dân hay địch. Vì chúng tôi không mang theo ống nhòm. Men theo sườn núi, chúng tôi tìm địa điểm ở sườn núi dốc, tối nghỉ ở đó. Vào một ngày, theo như kế hoạch, chúng tôi cũng đang trên đường trở về. Xế chiều hôm đó, nước trong các bình tông đã cạn, cơn khát đã đến với chúng tôi. Theo như trong bản đồ, thì đơn vị đi qua những con suối, nhưng bây giờ chỉ còn lại những vệt uốn lượn ngoằn ngoèo, khổ khốc. Thôi, theo bản đồ tìm những dòng suối lớn hơn. Những dòng suối lớn cũng dễ tìm thấy, nhưng ngặt một nỗi, hay gặp địch ở những nơi này. Chúng tôi để lại mấy anh em trên bờ cảnh giới, chỉ còn hai thằng xuống lấy nước. Dưới những khe đá vẫn còn lại những vũng nước sót lại, nhưng loang quăng và một lớp lá mục đã phủ gần kín. Không sao, vào bình tông và một viên khử trùng là được. Chúng tôi vượt qua con suối bên kia, khi lên đến bờ, chui qua một bụi cây rừng rậm rạp, nhưng càng đi, cây rừng và chạc chiều như muốn quấn lấy anh em chúng tôi. Mệt quá, anh em bàn nhau nghỉ lại ở đây luôn. Kinh nghiệm, mỗi lúc đi tổ nhỏ lẻ chúng tôi hay tìm những nơi địa hình dốc hoặc cây cối rậm rạp để chui vào đó nghỉ qua đêm là an toàn. Sáng hôm sau lại điệp khúc cũ, cơm sấy và muối súp. Khi chúng tôi đi được khoảng 20-30 mét thì thằng đi đầu phát hiện ra một con đường mòn. Đường vẫn đang có người sử dụng, chỉ một người đi là vừa. Nhưng từ bụng trở lên được phát một cây, tạo một khoảng trống để gánh cho khỏi vướng víu. Sau khi bàn bạc thống nhất, chúng tôi quyết định luồn lên trên dốc thoai thoải kia để dễ bề quan sát. Tám thằng chia làm hai hướng đông và tây, con đường nằm phục, cách nhau khoảng 20 mét để hỗ trợ cho nhau. Khoảng 9 giờ không có một bóng người đi qua. Chúng tôi chuẩn bị tiếp tục chặng đường về đơn vị. Thằng Huyên, lính Hà Sơn Bình, đang đứng vươn vai, bỗng nghe một tiếng xi lô xì xào từ hướng đó vọng về, hướng tây. Vì cây cối rậm nên chưa phát hiện ra bao nhiêu địch, chỉ nghe tiếng nói cả trai cả gái. Thế là ném một hòn đất ra ám hiệu, tất cả tổ hướng đông nằm lùi vào sâu trong bụi rậm, cách tổ phục phía trước khoảng 10 mét, hỗ trợ ở phía sau lưng cho anh em tốt trước. Chỉ để lại hai thằng cảnh giới ở phía sau, còn hai thằng nữa lên với tốt phục kích của chúng tôi. Chúng tôi thống nhất trước rồi, nếu địch đông thì nằm im và tìm đường chuồn, nếu vài thằng thì tùy tình hướng xử lý. Thời gian nặng nề trôi, chúng đã đến trước mũi súng của tổ phục chúng tôi. Có 3 nam 2 nữ. 3 nam đi đầu thì có 2 khẩu K63 và 1 khẩu AK, còn nữ thì tôi không rõ. Bọn này quá chủ quan, vì nghĩ mình đang đi trên vùng đất chúng quản lý, nên mặc sức tám chuyện với nhau, nói cười thỏa thích. Thậm chí súng chúng còn khoác vào vai chứ không vác ở trên. Mấy thằng chúng tôi nổ súng đủ các tư thế, 3 bốt nam và 1 bốt nữ đổ gục xuống. Còn bốt nữ đi sau cùng, cách tốp trước khoảng 4 mét thì lại thoát chết. Nó chạy vào rừng nhanh như sóc, mấy loạt súng đuổi theo, không biết có trúng đích hay không. Mấy thằng chúng tôi thận trọng tiến lại gần bọn địch bị tiêu diệt, phòng có thằng bị thương chống cự lại. Gần đến nơi thì có tiếng đề pa của cối 6 hay súng phóng lựu. Vậy là chúng tôi quay ngoắt 180 độ chuồn nhanh, cũng không biết mấy thằng kia đã chết hay chưa. Oanh oanh, tiếng nổ ở trên tán cây rừng ở phía chúng tôi, đang díu chân vì cây trạc cản lối, một mũi tranh nhau thở. Ước chừng nghe tiếng nổ cũng xa, rồi anh em dừng lại nghỉ. Lần đầu cũng là lần cuối chạy marathon trong rừng rậm, có lẽ giải vô địch chỉ có mấy thằng chúng tôi được giải thôi. Và một ngày,
Khoảng hơn 3 giờ chiều, chúng tôi chỉ cách chốt đầu tiên của tiểu đoàn 8, trung đoàn 266 khoảng 5-6 km trên bản đồ, nhưng đường rừng cũng đang còn xa. Từ đây về đến chốt đầu tiên của tiểu đoàn 8, chúng tôi phải thận trọng vì gần chốt của mình địch thường cài mìn rất nhiều. Trời trong rừng lại tối nhanh. Tầm khoảng 5 giờ trời đã tối hẳn. Anh em chúng tôi nảy mò mãi rồi cũng bắn súng bắt liên lạc được với anh em trong chốt. Tối hôm đó chúng tôi được ăn bữa cơm nóng sốt sau mấy ngày chỉ có gạo sấy với bột canh và thịt hộp, ngán đến tận cổ. Tối đó chúng tôi được ngủ một đêm thả phanh, không phải gác sách gì hết. Tuy là về gần đơn vị, nhưng quãng đường vượt qua các chốt của tiểu đoàn 8 còn lắm gian trơn. Vì các chốt nằm ở xa nhau nên khả năng bị bốt phục là rất cao. Rút kinh nghiệm những lần trước, khi trên đường về vì chủ quan đi trong đội hình của các đơn vị nên lính mình rất chủ quan. Vậy là lính đi không có khoảng cách nhất định nên đã vướng mìn. Cứ mỗi lần dính thì ít nhất cũng phải hai trở lên được khiêng. Chúng tôi cứ giữ khoảng cách nhất định, tiếp tục hành quân. Hai bên đường rừng chỉ còn những cây lớn, những cây lúp xúp đã bị đốt trụi phòng bọn Pol Pot phục kích, nay đã nhú mầm lên. Nhưng tầm quan sát còn thoáng rộng nên tốc độ hành quân của chúng tôi có nhanh hơn. Khoảng 2 giờ chiều, anh chúng tôi đã về đến đại đội 17 công binh. Đoạn đường từ đây về đến đại đội 15 DKZ khoảng hơn một cây số. Từ đại đội 15 về đến trung đoàn bộ vượt qua một bãi trống. Trước đây trung đoàn 250 đã san phẳng làm bãi đáp cho máy bay trực thăng hạ cánh, nhưng chưa có chuyến nào, bây giờ thì bỏ hoang. Về đến đây thì chúng tôi như về đến nhà rồi. Chỉ có anh phụ trách vào tác chiến báo cáo kết quả mấy ngày qua. Chiến sĩ chúng tôi tranh thủ rẽ vào mấy thằng đồng hương ở trung đoàn bộ tìm thuốc giải quyết cơn nghiện. Trên đường về đại đội 20, chúng tôi không quên ghé vào cái giếng gần trung đoàn bộ để tắm giặt. Được nghỉ một ngày xả hơi, những ngày sau chúng tôi thay nhau ra trước chốt đặt đài quan sát. Cũng nói qua tổ đài quan sát này một tí. Phía trước chốt B của chúng tôi, chếch phía tay trái khoảng 300-400 mét, có một cây vải rừng rất cao. Nếu trèo lên đến ngọn cây vải thì quan sát hầu như toàn bộ khu vực xăm lốt, nhưng chỉ có quan sát được phía trên tán cây rừng thôi, còn người đi dưới tán cây thì chịu chết. Mà trước chốt của đại đội chúng tôi cách khoảng 700-800 mét là một tràng trống lớn, chỉ có cỏ mọc. Qua tràng trống là vào đến rừng rậm và một quả đồi thấp. Đồi này cây cũng rậm rạp. Thời gian trước địch ở trong đồi này bắn cối 6 vào vị trí đóng quân của các xe trực thuộc và trung đoàn bộ. Vậy là chúng tôi phải đặt đài quan sát ở đây để nghe tiếng nổ đầu nòng của cối địch, hiệu chỉnh cho cối của trung đoàn phản lại. Khoảng gần một tháng đánh nhau, đặt đài quan sát ở đây địch chẳng thấy đâu. Bù lại, chiều nào khi đơn vị chúng tôi cũng có những cành vải rừng chín mọng cho anh em. Chỉ khoảng 10-15 ngày sau, cây vải đã bị bẻ hết, cành trơ trụi. Chúng tôi không hái quả mà bẻ nguyên cả cành vì trèo xa sợ bị ngã. Vậy là tổ đài quan sát chúng tôi không có tác dụng nữa. Đứng ở trong rừng bên kia chẳng trống cũng thấy cái đài của chúng tôi. Mà hơn nữa, quả và lá bị vặt trụi rồi, lấy cái gì để mà che nắng mưa nữa đây? Thôi, bỏ cái đài quan sát đó vậy. Thời gian này, lực lượng địch đã hoàn hồn trở lại. Các xe trực thuộc ở gần trung đoàn bộ cứ tưởng là được thảnh thơi, nhưng chúng tôi đã nhầm. Các đại đội đóng ở phía trên trung đoàn bộ như đại đội 15, 16 và 17, cách vài đêm bọn Pốt lại mò vào. Chúng cài mìn phục lại các đơn vị, nên mỗi bước chân khi ra ngoài chốt làm nhiệm vụ bị phục kích hoặc chốt đường là chúng tôi rất thận trọng. Cũng có đêm, đại đội 25 vận tải khi tổ phục đi làm nhiệm vụ vừa ra khỏi chốt mấy chục mét đã vướng vài mìn, rồi lại phải khiêng thương binh và tử sĩ về. Có hôm khi đi phục thì đi một đường, nhưng về thì đi đường khác, phòng địch biết và phục lại. Các lính cắt đường như thế nào mà lạc vào chốt của đơn vị tôi. May mắn là thằng gác tỉnh ngủ hô khẩu lệnh. Lính của đại đội 25 trả lời nhanh, không thì quân ta chiến thắng quân mình rồi. Chúng tôi được quán triệt không đúng khẩu lệnh mới được nổ súng. Vậy là cứ chiều đi họp giao ban về là B trưởng có khẩu lệnh mới cho chúng tôi. Khi thì Hà Nội chiến thắng, vân vân. Khẩu lệnh tối nào cũng thay đổi, liên xoành xoạch nên lính hay bị nhầm. Vậy là thằng gác trước dặn thằng sau nhớ khẩu lệnh. Nhưng thằng gác K11 trở về sau
mỗi khi có động là nổ súng thoải mái, không lo chiến thắng lẫn nhau. Vì giờ đó các đại đội đã thu quân về vị trí chốt rồi. Mấy ngày trời mưa to không ngớt, không khí đã dịu bớt, không còn nóng nực như những ngày trước. Lính mình tranh thủ trời mưa tắm giặt và lấy nước dự trữ thoải mái vào các áo mưa. Nhưng những trận mưa này cũng khổ cho chúng tôi. Các hầm chốt và giao thông hào đều bị ngập nước. Mà nắng lên, đất bắt đầu khô nên dẻo quẹo. Mỗi lần đi là tha nguyên một mảng đất đỏ ở dưới giày, nên bước chân cứ nặng trịch. Mà rồi trời mưa có được nghỉ đi phục đâu. Tối nào các bê cũng có tổ phục trước chốt, mà các cựu biết rồi đấy. Đi trong rừng có áo mưa cũng như không, vậy là quần áo lúc nào cũng ướt nhẹp, chỉ làm mồi ngon cho các bệnh ghẻ, hắc lào phát triển. Rồi lính mỗi khi ngứa quá, tay thì gảy đàn liên tục. Mưa, những cơn mưa kéo dài cả ngày, bầu trời lúc nào cũng vẩn vũ, không có một chút ánh mặt trời. Lúc này anh em chúng tôi mới ngấm thế nào là nằm hầm khi mùa mưa tới. Khi đang là mùa khô thì trông trời mưa để có nước, nhưng khi mưa triển miên ngày này qua ngày khác thì chúng tôi lại mong trông thấy ánh mặt trời, chỉ để phơi phóng quần áo cho khô, chứ mấy ngày mưa ướt như chuột lột. Mà các đồng đội biết rồi, gọi là hầm như vậy thôi. Trên thì căng tăng là mái, trên tăng thì lấp lá cau và lá chuối để tránh nắng mùa khô. Chứ bây giờ trời mưa thì cái tăng cũng đã xuống cấp, nên trong cũng như ngoài. Những đêm mưa tầm tã thì sấm chớp ầm ầm với tiếng địch tập kích vào các đại đội, rồi tiếng mìn nổ ở trong rừng, không biết bốt hay là thú rừng vướng vào. Đã ba mùa mưa ở chiến trường ca, mưa ở biên giới Việt Campuchia cũng nằm nhà hầm, nhưng ngày đó có mái tôn để che. Nhưng mật độ tập kích của địch rất lớn, pháo cối rất nhiều. Mùa mưa lần thứ hai ở Lách cũng nằm nhà hầm, nhưng lúc đó bị tan rã, đang lo chạy trốn, nên cũng thảnh thơi nhàn nhã. Đến mùa mưa thứ ba ở biên giới Thái Lan Campuchia, địch đã củng cố lực lượng mạnh. Chúng rình mò các chốt, cai min và tập kích liên tục, làm cho các đơn vị mất ăn mất ngủ, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, với quần áo hầm hào lúc nào cũng sũng nước. Ngày cũng như đêm thay nhau đi phục ở trước chốt. Vậy là bắt đầu nảy sinh bệnh tư tưởng. Có những lính đau này đau nọ, nhẹ cũng xin đi viện. Quân số đơn vị hao hụt nhiều vì thương tử, với lính nằm an dưỡng ở sư đoàn bộ tận Bát Tam Bang. Có giấy về đơn vị nhưng cứ từ từ chưa về vội, thành ra chúng tôi ở nhà thêm vất vả. Anh Hòa chính trị viên ngày nào cũng xuống các B để làm công tác tư tưởng với anh em chiến sĩ. Tôi cũng nằm trong số anh em tư tưởng đó. Cả đại đội 20 như có luồng không khí mới khi chính trị viên đi họp trên trung đoàn bộ về, mang theo rất nhiều thứ. Mấy tháng rồi không có thư, bây giờ anh nào cũng háo hức. Thường cho những người có thư mà không được đọc vì họ đã hy sinh. Trong đó có thư của con gái anh Luyến, chính trị viên trưởng, và thư của bạn gái Hoạt. Tôi cũng có thư của gia đình và bạn gái. Bạn ấy trách tôi không viết thư, nhưng trời ơi, bạn có biết cho tôi đâu. Cũng muốn tâm sự lắm, chứ cũng nhớ nhiều. Nhưng vì điều kiện chiến trường, thư viết rồi, có ai đi mà gửi đâu. Rồi cái bệnh tư tưởng của tôi lớn dần lên. Có những lúc tôi bi quan, chán nản vô cùng, nhưng cũng chỉ biết tâm sự với mấy thằng lính trơn như mình. Bây giờ nói lại các cựu đừng trách tôi này nọ. Có lúc tôi cũng đã nghĩ đến tự thương, rồi miễn làm sao được về tuyến sau là được, tự thương bằng cả mìn cơ.